dùng lời thông tục mà nói chiêu số giống như vậy hai người thi triển một cái trên trời một cái dưới đất Nhất vân cảm thấy lòng tự tin bị đà kích trước đó chưa từng có làm thiên tài ở trên kiếm đạo hắn cũng có thiên phú mà thường nhân khó có thể đuổi kịp nếu không cũng không thể nào tùy tiện học đại diễn thiên cơ kiếm tự nghĩ xa liên nguyệt kiếm pháp vốn cho là mình lĩnh ngộ đại diễn thiên cơ kiếm đã tận thiện tận mỹ bây giờ mới biết loại ý nghĩ này không khác ếch ngồi đáy giếng đại đạo vô hình đây mới thật sự là kiếm đạo trong thất thần, không có làm ra chút phản kháng nào, phá diệt tinh thần của lão giả toàn bộ rơi ở trên người, phát ra giòn vang liên tiếp. Bên ngoài thân hắn xuất hiện một màn hào quang hình tháp. Linh lung chân châu tháp. Hắn quên phản kháng, nhưng linh lung chân châu tháp đã sớm luyện hóa, gặp phải nguy hiểm tự động hiện lên, chặn lại công kích của đối phương. Thiên đạo thần binh, đáng ghét, đáng ghét, một phương cảnh viên mãn nho nhỏ, tại sao có thể có binh khí cường đại như vậy? Người rốt cuộc là người nào? công kích ra lực lượng bị ngăn trở lão giả sừng sốt một chút tức giận đến oa oa kêu loạn mới vừa rồi công kích đừng nói một vương cảnh viên mãn nho nhỏ cho dù hoàng cảnh viên mãn cũng sẽ bị chém giết nhưng ai biết trên người đối phương lại có một thần binh phòng ngự như vậy thiên đạo thần binh đây không phải nửa bước thần binh đế cảnh sao công kích bị linh lung chân châu tháp ngăn trở nhất vân cũng tỉnh lại âm thầm may mắn đồng thời trong lòng nghi ngờ linh lung chân châu tháp là nửa bước thần binh đế cảnh lúc nào biến thành thiên đạo thần binh. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, tinh thần động một cái, lấy ra thiết bài đại biểu thân phận của lục hy đại đế, cầm ở lòng bàn tay. Hô! Thiết bài vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng toàn bộ nhà lá. Tại sao người có thể có lục hy lệnh? a à, Bị kim quang chiếu rọi ánh mắt của lão giả lộ ra vẻ sợ hãi, kêu thầm một tiếng, thân ảnh vốn nhìn có chút gầy yếu không ngừng thu nhỏ lại, giống như khí cầu bị lủng. Ân, không có nghĩ tới cái này, gọi lục hy lệnh thiết bài, cũng như công hiệu này, nhất vân không nhịn được sửng sốt một chút. Lấy ra lệnh bài chẳng qua là hy vọng đối phương có thể nhận biết, không động thủ nữa, ai ngờ vừa thấy lệnh bài, lão giảm mất hết lực lượng, không còn lực chiến đấu. Xem ra cho tới nay, hắn là xem thường cái lệnh bài này. Khó trách Quy Linh thấy vật này, cũng khiếp sợ không thôi. Tí tách tí tách kết. Lệnh bài lóe lên ánh sáng, lão giả không ngừng nhỏ đi, ngay sau đó thanh âm dần biến mất hô một giọt chất lòng màu vàng xuất hiện ở trước mắt chẳng lẽ lão già này là chất lòng kia biến thành Nhất vân đi tới trước nhìn chất lòng màu vàng trước mắt tràn đầy kỳ quái thực lực của lão già hắn là tận mắt thấy vượt qua hoàn cảnh viên mãn nếu như không phải có linh lung chân châu tháp ngăn cản sợ rằng đã bị chém giết thực lực như thế biến thành một giọt dịch chẳng lẽ là giọt dịch này biến thành thật muốn như vậy rốt cuộc là vật gì lại có huy năng lớn như vậy là huyết dịch ngón tay tiếp xúc giọt dịch nhiếp vân lập tức cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng vĩ ngạn giống như đại dương mênh mông giờ khắc này hắn đã rõ giọt dịch này là một giọt máu tươi một vị cường giả siêu cấp lưu lại huyết dịch chẳng lẽ là lục hy đại đế trong lòng động một cái trong đầu có suy đoán một giọt huyết dịch liền có sức chiến đấu vượt qua hoàn cảnh viên mãn hơn nữa còn lĩnh ngộ đại diễn thiên cơ kiếm thấu triệt như vậy trừ lục hy đại đế Hắn thực không nghĩ ra còn có người nào. Nghiên cứu một chút không phải sẽ biết sao. Tinh thần động một cái, triển khai giới vực dung hợp, bao phủ huyết dịch vào bên trong. Ông vừa tiếp xúc giới vực dung hợp, trong máu nhất thời xuất hiện vô số kiếm khí sắc bén, nhẹ nhàng dùng một cái, liền chấn toàn bộ giới vực thành bụi phấn. Kiếm ý thật là mạnh, giống kiếm ý ở mộ chôn quần áo và di vật như đúc, xem ra, quả nhiên là huyết dịch của lục hy đại đế. Chỉ thử một cái, nhiếp vân đã minh bạch, trừ lục hy đại đế sợ rằng lại không người có thể có lợi hại như vậy huyết dịch huyết dịch này mang theo lực lượng của lục hy đại đế nếu như có thể cho nhiếp đồng dung nhập vào thân thể thực lực của hắn sợ rằng sẽ lập tức đột nhiên tăng mạnh nhiếp vân nở nụ cười huyết dịch biến hóa lão giả có thể tùy tiện thi triển ra lực lượng vượt qua hoàn cảnh viên mãn như vậy đủ thấy uy năng của huyết dịch nếu có thể luyện hóa thực lực của đệ đệ tất nhiên sẽ nhất cử đột phá đạt tới trình độ ngay cả hắn cũng phải ngưỡng vọng bất quá bây giờ còn không phải thời điểm luyện hóa giọt huyết dịch này nhất đồng đang sử dụng thi đan đột phá cho dù muốn dùng huyết dịch cũng phải chờ hắn đột phá xong hoàn toàn củng cố tu vi lại nói như vậy mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn hô thu huyết dịch vào thế giới nạp vật nhất phân lần nữa nhìn về phía trước lúc này mới phát hiện nhà lá trước mắt đã biến mất giữa không trung tất cả là trường kiếm trôi lơ lửng ở chung quanh những trường kiếm kia giờ phút này phát ra minh vang như tùy thời sẽ rời đi Xem ra kiếm chỉ này có thể chứa nhiều trường kiếm như vậy không xuất hiện hỗn loạn, chính là bởi vì máu tươi của Lục Hy. Bây giờ huyết dịch bị mình lấy đi, sợ rằng kiếm chỉ này cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ hoàn toàn sụp đổ, trừ khi lại xuất hiện một vị kiếm đạo đại đế lần nữa chấn áp. Nếu không, kiếm chỉ sừng sững ở kiếm linh cốc ức vạn năm, sẽ không còn tồn tại. Đi thôi. Biết những thứ này, Nhất Vân cũng không có tính toán lưu huyết dịch lại. Nếu Lục Hy đại đế lưu lại huyết dịch, nhất định là có mục đích của hắn lấy được còn muốn buông xuống trong lúc vô tình cô phụ hảo ý của hắn có lục khi lệnh cùng huyết dịch đi ra phía ngoài hết sức thuận lợi thời gian không lâu liền đến vòng ngoài của kiếm trì thân thể búng một cái từ trong phong ấn đi ra nhất vân tiến vào kiếm trì cũng không biết kiếm linh cốc bởi vì hắn đã huyền náo long trời lỡ đất lục siêu mang đám người lục đào nửa chết nửa sống về đưa tới sóng to gió lớn bất kể nói thế nào bọn người lục đào lục tử siêu là thiên tài trong thiên tài sau lưng có một đoàn thể thế lực cùng lợi ích giờ phút này bị người đánh biến thành phế nhân nhất thời để cho không ít người tạc mở nồi thật không coi đám người đại tế ti ra gì à bên đại tế ti động thủ động tác bên nhị tế ti cũng không chậm rất nhanh tất cả mọi người biết mấy người lục đào vi phạm tổ huấn muốn chém giết người ngoại lai kết quả bốn người liên thủ không chịu nổi một kích mới bị đánh thành như vậy biết tin tức này người trước đó huyền náo rất hung nhất thời tức giận trước không nói vi phạm tổ huấn muốn chém giết người thông qua kiếm linh tháp tầng 9, chỉ nói tài nghệ không bằng người, bị đánh thành như vậy, cũng không có lý do trả thù. Kiếm linh cốc, chỉ cần là công bình quyết đấu, thắng thua không cho phép tìm phiền toái, huống chi bốn đánh một, tu vi cao hơn, coi bị đánh thành như vậy, chết cũng đáng. Đáng ghét, đáng ghét. Nghị sự điện của kiếm linh cốc, đại tế ti, dẫn đầu đi ra, hất ống tay áo một cái, tức đến sắc mặt tái xanh chuyện này nháo quá lớn đại tế ti nhị tế ti tam tế ti cùng với người có địa vị của kiếm linh cốc đều tới thương nghị giải quyết như thế nào dựa theo ý tứ của đại tế ti nhiếp vân đi tới kiếm linh cốc không nhìn quy củ tùy ý đả thương người nhất định phải xử trí ít nhất cũng phải tước đoạt tư cách tiến vào nội cốc nhưng ý kiến của nhị tế ti trái ngược hắn đám người lục đào động thủ trước không nhìn tổ huấn nhiếp vân đánh bọn họ thành như vậy không có trực tiếp giết chết đã coi như rất cho mặt mũi dựa theo quy củ bình thường nhiếp vân không những không có tội bên đại tế ti còn cần nói xin lỗi song phương tranh chấp cuối cùng bởi vì nhị tế ti trước thời hạn làm ra chuẩn bị đại tế ti không những không có chiếm được chút tiện nghi nào còn bị thua thiệt sát vũ mà về dĩ nhiên nói xin lỗi khẳng định là không thể nào nhưng ít ra chuyện này kiếm linh cốc không thể tiếp tục truy cứu dù sao người của kiếm linh cốc một mực xem thường người thần giới bây giờ bốn hoàng cảnh trung kỳ vây công một vương cảnh viên mãn còn bị đánh thành như vậy cũng không mặt mũi đi tìm phiền toái à đại tế ti chẳng lẽ chúng ta nhịn như vậy một thanh niên ở sau lưng đại tế ti hai hàng lông mày đen nhánh dương lên trong mắt mang theo tức giận nhẫn dĩ nhiên không thể hai người ngoại lai này vô pháp vô thiên không chém giết lục vân tử khẳng định sẽ còn thêm dầu vào lửa khuấy động mưa gió ánh mắt của đại tế ti run lên đại tế ti ý tứ là thanh niên làm ra thủ thế chém đầu không sai Ta đang có ý đó, bất quá, ở chỗ này không thể động thủ. Một khi động thủ, tất cả mọi người biết là chúng ta làm, đối với ta ảnh hưởng không tốt. Tại Tế Ti gật đầu. Không động thủ ở nơi này, Tại Tế Ti ý tứ là, ở nội cốc. Thanh niên lĩnh ngộ ra ý tứ. Không sai. Nhưng mà, nhân vật này có thể đánh bốn người lục nhiên liên thủ thành như vậy, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Thanh niên nhìn tới. Yên tâm đi, sau khi tiến vào nội cốc, ta sẽ đưa kiếm thị cho ngươi kiếm thị không phải sinh mệnh mà là khôi lỗi không bị danh ngạch nội cốc hạn chế đại tế ti nói kiếm thị lá bài tẩy mạnh nhất của đại tế ti kiếm thị thanh niên sửng sốt một chút trong mắt tràn đầy kinh hãi nhưng kiếm thị là không cho phép mang vào nội cốc hơn nữa vật này đối với tìm kiếm phù không có tác dụng gì không cần nó tìm kiếm phù mục đích mang nó theo là giết hai người ngoại lai kia đại tế ti cười lạnh một tiếng ở bên trong chém giết xử lý tốt thi thể, ai cũng không nói được cái gì, không tìm được chứng cứ, ai có thể làm gì ta. Cái này, ánh mắt thanh niên sáng lên, gật đầu không ngừng. Không sai, tiến vào nội cốc liền ngăn cách ngoại giới, mỗi lần tiến vào đều có tử vong, hai người ngoại lai, không biết sâu cạn, chết ở bên trong là rất bình thường. Giết bọn họ, Lục Vân Tử cũng sẽ ngậm miệng. Đại tế ti lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Một mực nói người bên ngoài lợi hại, đến nội cốc lại chết ta xem hắn còn nói thế nào, có tư cách gì ở nghị sự điện tranh luận với ta. Ân, đến lúc đó đại tế ti có thể lần nữa nắm tất cả quyền lợi trong tay, người người thần phục. Thanh niên gật đầu một cái, nhưng trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá, hai người ngoại lai kia rất quỷ dị, ta sợ kiếm thị không nhất định có thể chém giết. Hơn nữa, vạn nhất bọn họ biết nguy hiểm. Trước thời hạn giấu đi, ta đi nơi nào tìm. Yên tâm đi, trước khi tiến vào nội cốc, ta sẽ giao quyền trượng cho ngươi có quyền trượng này chỉ cần bọn họ tìm được kiếm phù ngươi liền có thể biết vị trí xác thực trốn cũng không trốn thoát về phần thực lực của hắn yên tâm đi mỗi một kiếm thị đều có sức chiến đấu hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm bốn cái liên thủ thực lực sẽ vượt qua hoàng cảnh viên mãn loại lực lượng này ta cũng không đỡ nổi giết hai người ngoại lai không có bất cứ vấn đề gì đại tế ti nói vậy thì tốt nghe được hắn nói thanh niên nở nụ cười đi ra kiếm trì, nhất phần duỗi người, thở ra một ngụm chọc khí. Mặc dù trong kiếm trì có lục hy lệnh để cho hắn miễn đi không ít phiền toái, nhưng vô số kiếm khí kiếm ý chèn ép, vẫn để cho hắn tâm thần tổn hại nhiều. Ngồi ở tại chỗ điều tức một hồi, cảm thấy tinh thần khôi phục, lúc này mới bay đi. Nhiếp huynh, mới vừa bay lên, liền nghe được một tiếng gọi vang lên, nhiếp vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lục siêu bay tới. Ân, ta tiến vào kiếm trì bao lâu, không có phát sinh chuyện gì chứ nhiếp vân nhìn tới trong kiếm trì không có nhật nguyệt không phân rõ rốt cuộc trải qua bao lâu mặc dù hắn cảm giác đi vào thời gian không lâu nhưng không biết cụ thể đã qua một ngày lục siêu nói một ngày Nhất vân gật đầu quả thế ở hắn cảm giác nhiều nhất nửa ngày kết quả lại qua một ngày may mắn không có ở bên trong lâu nếu không bỏ lỡ thời gian tiến vào nội cốc muốn khóc cũng không kịp kiếm trì có vô số kiếm ý đời trước đợi thời gian quá dài không những không có lợi còn sẽ đối với người tạo thành tổn thương cực lớn nếu ngươi không ra ta sẽ đi vào tìm lục siêu cười nói mặc dù kiếm chỉ có lợi cho rèn luyện kiếm đạo nhưng cũng có chỗ xấu giống như ở kiếm linh sơn leo núi vật hỗn độn quá nhiều sẽ để người bị lạc mình không tìm được con đường chính xác đợi thời gian càng dài tình huống như vậy càng rõ ràng giống như một người còn không biết phải làm gì nghèo rất mồng tơi đi theo sau lưng một đám đại phú hào mỗi phú hào đều có kinh nghiệm cùng trải qua thành công của bọn họ. Khi những người này nói kinh nghiệm cho người nghèo rất mồng tơi, người nghèo nhất định sẽ mê mang, không biết lựa chọn đi con đường nào. Kiếm ý trong kiếm chỉ cũng như vậy. Nếu như chẳng qua là một đạo, hai đạo đơn thuần, người tiến vào trong đó có thể rèn luyện kiếm tâm, rèn luyện ý chí của mình, nhưng quá nhiều, hơn nữa đều thành công, liền sẽ cho người không phân rõ tốt xấu. Một khi không tìm được bản tâm, lấy hướng đạo của mình, vốn là thiên tài, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành tầm thường. Chuyện như vậy kiếm linh cốc đã xuất hiện qua. Năm đó một thiên tài tuyệt thế được xưng kiếm linh cốc trăm năm khó gặp tiến vào, đợi thời gian quá dài, bị kiếm ý xâm nhập, mất đi kiên trì cùng con đường của mình. Cuối cùng trở nên hèn hạ vô vi, cuối cùng ngay cả hoàng cảnh viên mãn cũng không đạt tới. Tình huống như vậy mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, thật muốn nói, là đếm không xuể. Chính vì vậy, mặc dù kiếm trì là địa phương tốt, nhưng cũng không phải người người đều được đi vào, chỉ có đệ tử ưu tú nhất của kiếm linh cốc mới có tư cách. Lục siêu biết những thứ này, thấy nhất vân đi ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên tài bình thường, nửa ngày liền ra, một ngày coi như là thời gian tương đối dài. Ngươi, không có bị kiếm ý xâm nhập chứ? Nghĩ tới đây, lục siêu không nhịn được hỏi. Ta không sao. Biết ý tứ của hắn, nhất vân lắc đầu. Vậy thì tốt, đúng rồi, ngươi đi bao xa, có được một dặm hay không? Nghe hắn nói không sao, lục siêu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thế nào, đi bao xa còn có cách nói? Nhất Vân nhìn tới. Đương nhiên là có, ở kiếm linh cốc có một truyền thuyết, ở kiếm trì đi càng xa, sau này thành tựu lại càng lớn, giống như ta, 500 thước chính là cực hạn. Nhiều hơn nữa liền đi không được, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, gần trăm năm qua, cũng chỉ có lục huyền ở đại tế ti phủ cùng nhị tế ti phủ lục bắc hoang của chúng ta đi được một dặm. Lục siêu nói. Một dặm. Nhất vân sửng sốt. Hắn giờ mới hiểu được thành tích của mình nghịch thiên như thế nào. Kiếm linh cốc thiên tài kiếm đạo vô số. Thiên tài lợi hại nhất gần trăm năm qua mới đi một dặm. Mà mình thời điểm không có, sử dụng lục hy lệnh đã đi ít nhất ba dặm. Đúng vậy, người rốt cuộc đi bao xa, có được tám trăm thước hay không? Lục siêu mặt hưng phấn nhìn tới. Hắn thấy, thiếu niên trước mắt này mặc dù rất thiên tài, thực lực cũng rất mạnh, nhưng so với lục huyền, lục bắc hoàng còn kém một ít dù sao bọn họ đều là ăn kiếm thức lớn lên cộng thêm tất cả truyền thừa của kiếm linh cốc điều kiện như vậy còn so ra kém một người ngoại lai liền đâm đầu chết đi không kém bao nhiêu đâu nhiếp vân lúng túng gãi đầu một cái đối phương hỏi như vậy hắn ngược lại xấu hổ nói mình đi bao xa nếu như nói đi tới cuối hơn nữa lấy được huyết dịch của lục hy đại đế không biết người trước mắt này có thể coi hắn là người điên hay không không sai biệt lắm tám trăm thước à đã rất lợi hại rồi. Lục siêu lộ ra vẻ hâm mộ. Ha ha, nhất vân không tốt tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Bây giờ chúng ta đi đâu, chuyện của lục đào, không mang cho nhị tế ti phiền toái chứ. Không có, ta đưa đám người lục đào đến chỗ nhị tế ti, nhị tế ti lập tức triển khai công kích với đại tế ti, làm cho hắn một câu, cũng không nói được, bị thua thiệt nhiều. Nói đến đây, ánh mắt lục siêu lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiều năm như vậy, nhị tế ti một mực ở hạ phong vẫn là lần đầu tiên chiếm thượng phong để cho đại tế ti thở hổn hển đúng rồi nhị tế ti nói lần này đắc tội đại tế ti sợ rằng hắn sẽ làm ra một ít thủ đoạn âm hiểm đối phó ngươi để cho ta dẫn ngươi qua tìm hắn hắn có lời muốn nói với ngươi lục siêu nhớ ra cái gì đó vội nói được ngươi dẫn ta đi gặp nhị tế ti đi Nhất vân gật đầu ân lục siêu đáp ứng một tiếng bay về phiếu phủ đệ của nhị tế ti rất nhanh đi tới phủ đệ của Nhị tế Ti bài kiến Lục Vân tử bằng vào vương cảnh viên mãn liền đánh bại đám người lục đào xem ra ngươi mở ra kiếm giới chân chính Lục Vân tử vuốt sâu nhìn về phía nhất Vân không tự chủ được gật đầu kiếm giới chân chính chẳng lẽ còn có ra kiếm giới nhất Vân có chút kỳ quái lời này của đối phương để cho hắn có chút sờ không rõ đầu óc giả dạ không có mà là ngụy kiếm giới Lục Vân tử lắc đầu một cái ngụy kiếm giới không biết tại sao hắn lại nói như vậy nhiếp vân đầu óc mơ hồ người của kiếm linh cốc tất cả đều lấy kiếm giới làm mục tiêu tu luyện cường giả hoàng cảnh ở nơi này cơ hồ người người có kiếm giới nhưng kiếm giới giống như lại không có thực lực tương đương người biết tại sao không lục vân tử hỏi cái này nhiếp vân trả lời không ra hắn cũng ý thức được vấn đề này hắn là giới vực dung hợp thực lực không phải những người khác có thể đoán nhưng nhiếp đồng không giống là kiếm đạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có dính chút tạp chất nào đã như vậy hắn hoàn cảnh sơ kỳ căn bản không phải đối thủ của đám người lục đào nhưng nhiếp vân biết đệ đệ thật muốn ra tay tuyệt đối có thể chém giết đối phương thậm chí bốn người lục đào liên thủ cũng đánh không lại đệ đệ nếu đều là kiếm giới làm sao sẽ xuất hiện kết quả như thế không nghĩ không biết suy nghĩ một chút thật là có vấn đề căn cứ kiếm linh cốc nhiều năm nghiên cứu kiếm giới giống nhau cũng chia làm ba bảy loại lục vân tử không có dấu diếm vuốt sâu giải thích nghe giải thích của hắn nhiếp vân giờ mới hiểu được kiếm giới giống như hắn suy đoán theo như trình độ giới vực tinh khiết phân chia cấp bậc có thể chia làm kiếm giới cùng ngụy kiếm giới đám người lục đào mở ra chính là ngụy kiếm giới mặc dù trong đó cũng có kiếm khí đậm đặc cường đại hơn giới vực tam phẩm ở ngoại giới không ít nhưng kiếm giới của bọn hắn không phải là mình lĩnh ngộ mở ra mà là mượn hoàn cảnh đặc thù của kiếm linh cốc thành công. Cái hoàn cảnh đặc thù này gọi kiếm giới cốc, cách mộ chôn quần áo và di vật không? Xa, người không cách nào tự mở ra kiếm giới tiến vào trong đó là có thể cảm ngộ kiếm giới đặc thù. Chỉ cần từ trong đó hấp thu một tia lực lượng, có thể ứng dụng phá vỡ kiếm cốc, trùng kích hoàn cảnh. Chỗ này có chút tương tự kiếm linh tháp tầng 9, có thể để cho người cảm ngộ kiếm giới đặc thù cũng tiến hành đột phá. Thông qua loại phương pháp này đột phá, cơ hồ đều là ngụy kiếm giới cho dù thành tựu hoàn cảnh viên mãn thực lực cũng có hạn kém dựa vào chính mình đột phá nhiều lắm trước mắt toàn bộ kiếm linh cốc dựa vào lực lượng của mình đột phá chỉ có hai cái một là lục huyền một cái khác là lục bắc hoang mặc dù lục huyền lục bắc hoang mở ra kiếm giới chân chính nhưng thời điểm thực lực giống ngươi cũng khẳng định không thể nào một người ung dung đánh bại bốn người lục đào trước ta một mực không nghĩ ra nhưng mới vừa rồi rốt của nghĩ thông suốt nói xong những thứ này lục vân tử nhìn chằm chằm nhiếp vân mở miệng nói ân nhiếp vân nghi ngờ nếu lục huyền lục bắc hoang này mở ra là chân kiếm giới hẳn thực lực không kém nhiếp đồng nhiều sao không đánh bại được bốn người lục đào thân thể con người là ảo diệu nhất thế gian do tất cả đại đạo dung hợp thành vì vậy người mới có thể tu luyện đại đạo không giống cũng có thể lấy được thành tựu không kém người của kiếm linh cốc chúng ta từ khi ra đời đến trưởng thành chỉ quán thâu một loại lực lượng bên trong thân thể không có nhiều loại lực lượng thăng bằng tự nhiên mất đi ý chí vốn có của đại đạo thực lực làm sao có thể cường đại lục vân tử nói mặc dù những lời này có chút mơ hồ nhưng nhiếp vân vẫn nghe hiểu bởi vì để cho hắn nhớ lại một chuyện thời điểm ở khí hải đại lục hải tử một ít thế gia từ nhỏ ăn sung mặc sướng cần gì cũng là tốt nhất mặc dù tốc độ lớn lên sẽ tăng nhanh trước thời hạn dáng dấp thân cao thể tráng nhưng bàn về thể chất lại kém xa hải tử nhà nghèo cũng không phải hài tử nhà nghèo ngày ngày rèn luyện càng nhiều hơn là bởi vì chúng cái gì cũng ăn đối với thân thể có lợi hơn bây giờ kiếm linh cốc giống như con nhà giàu sang mặc dù trong thời gian ngắn để cho các đệ tử thực lực tăng lên có lực chiến đấu mạnh hơn trên thực tế lại tương đương với thời điểm ở trụ cột bạt mưu trợ trường cho dù là một mình mở ra kiếm giới cũng không phải đối thủ của nhiếp vân nhiếp đồng ta gần đây một mực nghĩ người kiếm linh cốc chúng ta không cách nào xông phá cửa ải cuối cùng có phải là bởi vì cái này hay không lục vân tử nói tiếp hai từ nhà nghèo sớm ra đời biết một hạt gạo là một giọt mồ hôi cho nên càng thêm quý trọng người của kiếm linh cốc ngay từ đầu liền nhận được kiếm đạo tốt nhất đi con đường chính xác nhất một khi xuất hiện một chút thất bại sẽ bị đà kích ban về sức chịu đựng cùng tính dai là kém xa thiên tài thần giới có khi vì nguyên nhân này bọn họ mới không cách nào trùng kích cửa ai cuối cùng đạt tới cảnh giới tối cao không đúng nhiếp vân lắc đầu nếu quả thật là như thế kiếm linh cốc truyền thừa nhiều năm như vậy không có một người ý thức được điểm này sao một khi có người ý thức được chỉ cần không để cho hải tử ăn kiếm thước tất cả kiếm chiêu để cho hắn cố gắng đi học không phải được rồi phải rốt cuộc là nguyên do gì vô số tiên hiền cũng không nghĩ ra ta cũng chỉ nói đại khái một chút nghe được nhiếp vân giải thích lục vân tử cười lắc đầu không tiếp tục dây dưa ở đề tài này nữa ta cùng với đại tế tin lui tới nhiều năm người này trừng mắt tất báo đám người lục đào là hậu bối của hắn lại được mệnh lệnh của hắn đi làm khó dễ ngươi kết quả lại bị ngươi đánh cho trọng thương chỉ bằng vào điều này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nên trước khi nội cốc mở ra ngươi liền ở chỗ này của ta mặc dù chỗ này của ta không lớn nhưng có ta tự mình chấn giữ thì không ai dám như thế nào tiền bối ưu ái tại hạ tâm lĩnh tại hạ cũng có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cho dù thực lực của đại tế ti không kém nhưng muốn lặng yên không tấn động chém giết ta, cũng sợ rằng, không quá dễ dàng. Nhiếp vân lắc đầu cự tuyệt. Hắn còn muốn người khác tìm phiền toái, vơ vét một ít kiếm thức trở lại, nếu quả thật ở chỗ nhị tế ti, cơ hội như vậy liền xong. Lại nói, có linh lung chân châu tháp, viêm hoàng điện làm chỗ dựa, chỉ cần đại tế ti không có đạt tới đế cảnh, sẽ không có gì đáng sợ. Giống như lục hy huyết dịch hội tụ lão nhân, thực lực đã vừa ra phạm vi hoàng cảnh viên mãn, nhưng vẫn không cách nào chém giết mình người quá khinh thường đại tế ti lục vân tử lắc đầu ân nhiếp vân nghi ngờ nhìn tới hắn có thể nói như vậy khẳng định không phải vô duyên vô cớ người trong kiếm linh cốc trong cơ thể cơ hồ hàm chứa huyết mạch của lục hy đại đế nhất mạch tương thừa ngươi biết vì sao chủ sự nói chuyện nơi này không gọi gia chủ tộc trưởng mà gọi là đại tế ti không lục vân tử giống như là thay đổi đề tài hỏi ách nhiếp vân nháy mắt hắn thật đúng là có chút kỳ quái gia tộc nhất mạch truyền thừa đều có tộc trưởng gia chủ quản lý kiếm linh cốc lại là tế ti để cho người ta không thể không nghi ngờ bởi vì chúng ta nơi này có thực lực vô thượng là tế ti lục vân tử nói thực lực vô thượng nhiếp vân sửng sốt một chút mặc dù thực lực của đại tế ti không kém nhưng chỉ là hoàn cảnh viên mãn theo lý mà nói còn kém xa huyết dịch của lục hy đại đế biến hóa lão giả làm sao có thể có thực lực vô thượng chỉ bằng vào hai chữ vô thượng này đã nói lên sức chiến đấu vượt xa hoàn cảnh viên mãn, đạt tới trình độ người không thể so sánh. Nếu thật như thế, mình nên có thể cảm nhận được à? Thấy hắn mặt đầy mê hoặc, Lục Vân Tử lắc đầu, giải thích. Chuyện kiếm linh cốc là một thần khí, chắc hẳn người đã sớm biết rồi, tế ti mượn lực tộc nhân, có thể khu động thần khí này. Chỉ cần thân ở kiếm linh cốc, liền có sức chiến đấu vô tận, người nói cường đại hay không cường đại. Còn người của nhiếp vân co rụt lại. Nếu quả thật là như vậy, tế ti thật đúng là đủ đáng sợ có lực lượng khống chế thần khí thân ở nội bộ thần khí chỉ cần không vượt qua đối phương quá nhiều là không thể nào chiến thắng giống như viêm hoàng điện mình là trưởng khống giả cho dù huyết dịch của lục hy đại đế biến hóa lão giả sông vào cũng chỉ có một con đường chết kiếm linh cốc là thần khí cấp bậc cụ thể không biết bất quá có thể vây khốn nhiều hoàng cảnh viên mãn như vậy để cho người ngoại giới không vào được sợ rằng cấp bậc không thấp ít nhất giống như linh lung chân châu tháp đạt tới nửa bước đế cảnh mượn loại binh khí cấp bậc này, mình lại thân ở trong nội bộ binh khí, muốn chiến thắng, đúng là không thể nào. Mặc dù có ta và tam tế ti áp chế đại tế ti khống chế kiếm linh cốc, hắn vẫn có quyền hạn cực lớn, nắm giữ 60% lực lượng, ta chỉ có 25%, đối kháng hắn, còn không làm được. Lục vân tử lắc đầu. 60% Nhất vân minh bạch Một món thần khí, có 60% lực khống chế, thì đồng nghĩa với nắm đại quyền, nhị tế ti, tam tế ti cộng lại mới chỉ nắm trong tay 40% còn dư lại, khó trách quyền lợi nhỏ. Dĩ nhiên, mặc dù lực trưởng khống của chúng ta nhỏ, nhưng một khi đại tế ti vận dụng lực lượng của kiếm linh cấp, chúng ta vẫn có thể cảm thấy được, hoàn toàn có thể trước thời hạn tiến hành ngăn trở, lo lắng của ta là, hắn không dùng cái này, mà dùng kiếm thị đối phó người. Lục Vân tử lộ ra vẻ lo lắng. Kiếm thị, kia là cái gì? Kiếm thị là năm đó lục hy đại đế lưu lại khôi lỗi đặc thù, tổng cộng 4 cái, Mỗi một cái có sức chiến đấu vượt qua hoàng cảnh viên mãn, bốn người liên hiệp, nửa bước đế cảnh cũng không nhất định có thể thắng được, kiếm thị chỉ nghe đại tế ti ra lệnh, nếu như phái bọn chúng tiến hành đánh lén người, khẳng định không cách nào ngăn cản, ngay cả ta, nếu như không dùng tới lực lượng kiếm linh cốc, cũng không cách nào thắng được." Lục Vân Tử nói. Nhất Vân Minh Bạch, nếu những kiếm thị này là lục khi đại đế lưu lại, khẳng định không đơn giản. Nửa bước đế cảnh lợi hại hay không hắn không biết. Nhưng thực lực của lão giả do huyết dịch lục khi biến ảo thì không phải là hắn có thể chống lại. Nếu không phải linh lung chân châu tháp cùng lục khi lệnh, hắn ngay cả năng lực chống cự cũng không có, sẽ bị chém giết tại chỗ. Đây chính là chênh lệch. Mặc dù giới vực dung hợp rất lợi hại, nhưng dù sao chẳng qua là hình thức ban đầu, còn không có đột phá hoàn cảnh, kém những người kia quá lớn. Hoàn toàn là cảnh giới nghiền ép, không có phương pháp đền bù. Cho nên, ngươi ở lại chỗ này, chờ vào nội cốc lại nói. Tùy tiện đi ra ngoài, một khi hắn lặng lẽ ra tay với ngươi, ta cũng không thể làm gì. Lục Vân Tử đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn. "Ta biết, ngươi có thể có không ít thủ đoạn, cũng không sợ hắn trả thù, nhưng hết thảy vì tiến vào nội cốc, vì người của Kiếm Linh cốc, chúng ta có thể sớm ngày đi ra ngoài, ta coi như ở chỗ này van ngươi." Nhị tế ti vạn lần không thể, Kiếm Linh cốc nhiều tiên hiền như vậy cũng không làm được, ta và Nhấp Đồng cũng chưa chắc có thể thành, dù sao, kiếm đạo đại đế thực quá xa vời bất quá nhị tế ti yên tâm chỉ cần ta và đệ đệ đi vào nội cốc nhất định đem hết toàn lực không cô phụ tiền bối tín nhiệm Như vân ngăn lục vân tử lại trịnh trọng nói mặc dù rất tự tin ở phương diện tu luyện nhưng đại đế cách bọn họ quá xa vô số thiên tài thần giới cũng kẹt ở một bước cuối cùng không cách nào siêu thoát hắn không tin mình có thể làm được bất quá hắn cũng có thể hiểu được cảm thụ của nhị tế ti kẹt ở kiếm linh cốc không biết bao nhiêu năm một lòng khát vọng ra ngoài không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một người ngoại lai thông qua kiếm linh tháp tầng 9. đổi thành ai cũng sẽ ôm hy vọng rất lớn ân nghe được hắn cam kết nhị tế ti hài lòng gật đầu đang muốn nói tiếp bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển tới nhị tế ti lục siêu đi tới nhìn nhị tế ti một cái lại nhìn nhiếp vân một cái muốn nói lại thôi trên mặt lộ ra phải lo lắng thế nào biết lục siêu luôn luôn trầm ồn bộ dáng này nhất định là xảy ra chuyện Nhị tế ti cũng không trách cứ mà nhìn tới. Chuyện gì nói thẳng là được, không cần băn khoăn. Vâng, lục siêu gật đầu. Bên ngoài, bên ngoài, mấy vị trưởng lão lục bác tới, muốn chúng ta giao nhếp huynh ra. Lục bác, người này, ngại mất mặt còn chưa đủ sao. Nhị tế ti nhíu mày. Để cho ta đi ra ngoài, lục bác này là ai? Nghe được có liên quan tới mình, nhếp vân nhìn qua. Lục bác là trưởng lão kiếm linh cốc, cũng là thân gia gia của lục đào nhị tế ti nói ra ra của lục đào ánh mắt của nhiếp vân lạnh như băng mình đánh lục đào sinh tử không biết tu vi tẫn phế ra ra hắn tìm tới khẳng định không có chuyện gì tốt trưởng lão người không thể vào nghe nói hung thủ đả thương cháu ta đến chỗ ngươi nhị tế ti có phải ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời hay không chẳng lẽ muốn giữ gìn người ngoại lai này đang nói chuyện bên ngoài truyền tới một trận huyên náo ngay sau đó mấy bóng người đi nhanh tới một tên hộ vệ liều mạng muốn ngăn đối phương nhưng mấy người thế tới rào rạt hắn không có tư cách nên không dám cưỡng ép ngăn trở tốt lắm ngươi đi xuống trước đi biết tên hộ vệ này không dám ngăn đối phương nhị tế ti khoát tay một cái hộ vệ như được đại xá vội vàng lui ra ngoài đại lão tranh đấu người như hắn không dám dính vào quá nhiều lục bác trưởng lão cân nhắc quyết định như thế nào ở nghị sự điện chúng ta đã thương nghị qua người cưỡng ép xông vào phủ đệ của ta là có ý gì để cho hộ vệ rời đi nhị tế ti nhìn về phía mấy người vọt tới sắc mặt trầm xuống có thể cùng đại tế ti tranh đấu nhiều năm như vậy không rơi xuống hạ phong cũng là một người làm việc quyết đoán có ý gì trong lòng người nên biết cho dù cháu của ta có lỗi nhưng tội không đáng chết hạ nặng tay đánh hắn như vậy tu vi gì cũng không có cái này đã vượt qua giới hạn tỷ đấu ta tới đây chỉ muốn tìm người ngoại lai kia hỏi một chút lão giả nói chuyện quay đầu nhìn về phía nhiếp vân ánh mắt mang theo lạnh lùng ngươi hẳn là nhiếp vân đi ngươi làm như vậy là đang cười nhạo kiếm linh cốc chúng ta không ai sao kiếm linh cốc là lục khi đại đế sáng chế ta bội phục cũng không kịp làm sao có thể cười nhạo nhiếp vân nhẹ nhàng cười một tiếng lục khi đại đế có thể lấy kiếm đạo thành tựu đại đế vô luận thực lực hay địa vị ở thời kỳ thượng cổ cũng coi như đứng đầu hắn rất bội phục cũng không có ý tứ xem thường kiếm linh cốc bội phục không kịp miệng lưỡi giả hoạt nếu như không cười nhạo kiếm linh cốc chúng ta không người, chính là không coi những lão gia hòa chúng ta ra gì, thức thời, lập tức nói xin lỗi, sau đó tự đoạn kinh mạch. Với tu vi, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, hôm nay cho dù có nhị tế ti che chở, chúng ta cũng để cho người muốn sống không được muốn chết không xong. Lục bác trưởng lão quát lên. Phế tu vi coi như là nhẹ, một người ngoại lai đến kiếm linh cốc còn lớn lối như vậy, không cho người chút dạy dỗ, sợ rằng không biết kiếm linh cốc không phải là địa phương, mà người ngoại lai các ngươi có thể ngông cuồng. Một lão giả khác cũng theo sát quát lên. Bất kể nói thế nào, Tử Siêu cũng là cháu trai của ta, cho dù có lỗi, cũng là ta xuất thủ dạy dỗ, ngươi là thứ gì, lại dám đả thương bọn họ? Không có quy củ, không biết trời cao đất rộng, quỳ xuống nhận lầm, để cho chúng ta phế tu vi, có thể tha chết cho ngươi, nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hai lão giả còn lại cũng đồng thời giống to tới tổng cộng bốn cái không cần nghĩ cũng biết nhất định là núi dựa của đám người lục đào lục tử siêu bốn người bị nhiếp vân đánh phế bỏ những người khác cảm thấy là chuyện đương nhiên nhưng bốn nhà này khẳng định không nghĩ vậy ân các ngươi muốn phế bỏ tu vi của ta nghe được bốn người quát tháo nhiếp vân nhìn về phía đối phương không sai đây là kiếm linh cốc không phải là thần giới của các ngươi cho dù ngươi ở thần giới địa vị tôn sùng ở chỗ này cái gì cũng không tính lục bắc cười lạnh Lục bác trưởng lão, ta đã nói qua, đám người lục đó có lỗi trước, xuất hiện tình huống như vậy, cũng là lỗi do mình tự gánh. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vi phạm tổ huấn, động thủ với khách nhân thông qua kiếm linh tháp? Cắt tiết đám người lục bác nói, khuôn mặt của nhị tế ti không vui. Bất kể nói thế nào nơi này cũng là phủ đệ của hắn, bốn người đối phương đấu đá lung tung, muốn hạ thủ với khách của hắn, đối với uy nghiêm của hắn, cũng là một loại khiêu khích. Nhị tế ti, ngươi không cần cầm thân phận tế ti áp ta, ta chỉ có lục đào là cháu trai bây giờ nó biến thành phế nhân ta cái gì cũng không quan tâm hôm nay không trừng phạt người ngoại lai này báo thủ thay tôn nhi cho dù thiên vương lão tử tới cũng đừng mơ tưởng để cho ta rời đi lục bác gầm thét tràn đầy tàn nhẫn càn rỡ làm trưởng lão tông tộc không để ý quy định của kiếm linh cốc coi tộc quy không ra gì có tin bây giờ ta liền chấn áp người hay không ánh mắt của nhị tế ti híp lại chấn áp khẩu khí của nhị tế ti thật lớn nhị tế ti vừa dứt lời một thanh âm đùa cợt vang lên nhấp vân quay đầu nhìn chỉ thấy lại một lão giả đi tới lão giả này quần áo màu nâu giữa hai lông mày lộ ra ý đùa cợt tựa hồ căn bản không coi nhị tế ti lục vân tử ra gì lục mông quản ra sao ngươi lại tới đây thấy lão giả này ánh mắt của lục bác sáng lên vội vàng xoay người đại tế ti sợ một ít người lấy quyền mưu tư mượn lực lượng kiếm linh cốc tiến hành mục đích không thể cho ai biết để cho ta cầm thủ lệnh của hắn tới. Chỉ cần có thủ lệnh này, cho dù có người muốn mưu đồ gây rối cũng không thể làm gì các người. Mông quản gia nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay run lên, một lệnh bài bay về phía đám người lục bác. Đa tạ đại tế ti. Nhận lấy thủ lệnh, ánh mắt lục bác thả ra vẻ hưng phấn. Thân là tế ti, có thể sử dụng lực lượng đặc thù, mượn kiếm linh cốc đối phó người khác, mới vừa rồi mặc dù đám người lục bác nói phách lối, nhưng trong lòng biết. Một khi nhị tế ti động thủ thật, bằng bốn người bọn họ liên thủ cũng không đòi được. Bất quá, bây giờ bất đồng. Có thủ lệnh của đại tế ti, cho dù sử dụng lực lượng của kiếm linh cấp, cũng không cách nào tổn thương bọn họ. Lục mông, người đây là có ý gì? Sắc mặt của nhị tế ti trầm xuống. Đối phương làm như vậy rất rõ ràng là đối địch hắn. Rất đơn giản, người ngoại lai này đã thương đám người lục đào, người nhà bọn họ đi tìm báo thủ, thuộc về ân oán cá nhân, đại tế ti không hy vọng nhị tế ti nhúng tay, miễn tổn thương hòa khí. Lục mông quản gia nhẹ nhàng cười một tiếng. Ân oán cá nhân. Nhị tế ti đã muốn nói chuyện, liền thấy một bàn tay ngăn cản ở phía trước, nhất vân cười khanh khách đi qua. Ý của ngươi là, tại tế ti nói, ta cùng bọn họ là ân oán cá nhân, không có quan hệ gì tới các ngươi, có thể tự mình tiến hành xử lý. Không sai, giữa các ngươi là ân oán cá nhân, mặc dù kiếm linh cốc chúng ta tuân theo tổ huấn, không làm khó dễ người ngoại lai thông qua kiếm linh tháp, nhưng ân oán cá nhân chúng ta lại không quản. Lục mông nhếch miệng. Hắn nói bất kể, trên thực tế chính là để cho đám người lục bác tìm tiểu tử trước mắt này phiền toái. Đám người lục bác là hoàng cảnh viên mãn, thực lực xa không phải đám người lục đâu có thể so sánh. Hắn thấy, chỉ cần tìm tên tiểu tử này phiền toái, cho dù tiểu tử này bất tử, cũng phải bới một lớp ra. Nếu là ân oán cá nhân, vậy thì đơn giản. Nhất vân cười nhạt, vốn trên mặt cả người lẫn vật vô hại, lông mày dương lên, Thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Hô! Sau một khắc xuất hiện sau lưng ở lục bác, một đạo kiếm mang từ lòng bàn tay hắn bắn ra, thẳng tắp đâm tới. Thuấn di! Giới vực dung hợp có thể lan tràn một trăm thước, ở trong khoảng một trăm thước này, hắn có thể tự do thuấn di. Bọn người lục bác ở trong viện, khoảng cách bất quá mười mấy thước, đang trong phạm vi. Người dám động thủ với ta? Không nghĩ tới người ngoại lai này dám động thủ với hắn, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Con người của Lục Bác co rụt lại, không kịp xoay người, trở tay đánh tới Nhất Vân. Trưởng pháp của hắn cũng không cao thâm, lại mang kiếm ý tựa như đợt sóng, gào thét vọt tới. Nhìn dáng dấp nếu Nhất Vân không thay đổi kiếm chiêu mà nói, trường kiếm sẽ bị đánh bay, bản thân cũng sẽ chịu trọng thương. Dù Lục Bắc này là hoàng cảnh viên mãn ngụy kiếm giới, cũng hết sức đáng sợ, vừa xa đám người nam hoa lão tiên. Hắc. Tựa hồ không nhìn ra nguy hiểm, kiếm chiêu của Nhất Vân không có biến hóa chút nào cũng không tránh né tay còn lại bắt xuống đỉnh đầu của lục bắc trưởng lão tìm chết thấy hắn không tránh né ngược lại tấn công lục bắc cười lạnh lực lượng điên cuồng tràn ra trực tiếp rơi vào ngực nhấp vân ầm um. khi hắn cho là người ngoại lai trước mắt hắn phải chết không thể nghi ngờ một tiếng nổ thật to vang lên bên ngoài thân thiếu niên xuất hiện một lồng bảo hộ ngăn cản toàn bộ lực lượng ở bên ngoài nửa bức thần binh đế cảnh không tốt lực lượng bị ngăn trở lục bắc giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra còn ngươi co rụt lại, muốn tránh né, bất quá đã không còn kịp rồi. Uy áp đột nhiên hiện lên, đồng thời một lực lượng hùng hậu tới cực điểm tự thiên hàng lâm. Xác sắc, lục bác còn chưa kịp phản ứng, đầu gối liền mềm nhũn quỷ xuống đất. Ngươi, sắc mặt của lục bác nhăn nhó, cả người sắp điên rồi. Hắn bất kể nói thế nào cũng là trưởng lão kiếm linh cốc, cường giả hoàng cảnh viên mãn, bị một phương cảnh đánh quỷ xuống đất, cảm giác khuất nhục mãnh liệt để cho hắn tan vỡ nếu là ân oán cá nhân, ta cũng không giết người, trước đợi ở nơi này, chờ người nhà các người đưa tiền chuộc tới a à. Không nói nhảm với hắn, bàn tay của Nhất vân nhẹ nhàng rơi xuống tới. Động tác của hắn nhẹ nhàng, êm ái giống như lá rụng, lại giống như gió mát phủ tới, không nhìn ra bất kỳ uy lực gì. Bất quá, thân thể lục bác vừa tiếp xúc bàn tay của hắn, mặt mũi vốn bình tĩnh lập tức vạn vẹo, trong miệng không ngừng phun bọt mép, toàn thân run rẩy Cái gì? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Bọn họ ngu nữa cũng biết, đây là dấu hiệu trúng độc. Thiếu niên trước mắt này đánh một trường, đã rót một loại độc tố lợi hại vào trong cơ thể lục bác. Chính vì vậy, hắn mới không đỡ được, biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu ba người các ngươi cùng ta có ân oán cá nhân, vậy thì ngượng ngùng. Nhiếp vân cùng lục bác chiến đấu, bất quá một hai hô hấp, những người khác cho là người sau khẳng định có thể chiến thắng, nên không xuất thủ, khi phát hiện kết cục nghịch chuyển, đã không còn kịp rồi tiểu tử này cổ quái mọi người liên thủ đối phó thấy hắn tính toán xuất thủ lần nữa ba người còn dư lại giờ mới hiểu được từng cái sắc mặt khó coi thực lực của lục bác mạnh hơn ba người bọn họ ngay cả hắn cũng không đỡ nổi một chiêu bọn họ không cho là có thể chống lại vì an toàn chỉ có thể ba người liên thủ hô tiếng kêu còn không có kết thúc thiếu niên ở trước mắt lần nữa không thấy một khắc sao đã xuất hiện ở bên cạnh một lão giả trong đó không tránh không né một trưởng vỗ tới. Lạch cạch. Mặc dù lão giả này làm ra phản kháng, nhưng giống như lục bác, bị màn sáng ngăn cản ở bên ngoài. Sau một khắc, cảm thấy khí tức để cho linh hồn hắn run rẩy chèn ép tới. Đầu gối mềm nhũn bước theo gót chân của lục bác. Người cũng hưởng thụ một chút đi. Một tát để cho lão giả này quỳ xuống đất, nhếp phân vung tay. Rất nhanh, người này cũng miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy Cũng trúng độc. Hai người các ngươi, cũng chớ đi à thấy một màn quỷ dị như vậy hai người còn dư lại mới vừa rồi khí thế hung hăng sắc mặt trở nên vàng khè trong mắt sinh ra thối ý bất quá nếu nhiếp vân xuất thủ thì làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn thuấn di xuất hiện ở trước mặt đối phương thời gian nháy con mắt hai người còn dư lại cũng quỳ xuống đất không ngừng co quắp thật ra thì dựa theo thực lực của nhiếp vân đối mặt hoàn cảnh viên mãn như đám người lục bác cho dù khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn cũng khó có thể chống lại nhưng hắn có linh lung chân châu tháp có thể không nhìn công kích của đối phương bớt đi không ít phiền toái về phần một cái tát vỗ tới đám người lục bác không cách nào phản kháng là không phải tu vi của hắn mà là lặng lẽ nắm giọt huyết dịch màu vàng lấy được ở kiếm trì vào lòng bàn tay huyết dịch này là của lục hy đại đế mang theo huyết mạch tinh thuần nhất của hắn đám người lục bác thân là hậu nhân cho dù huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh nhưng vẫn không chịu nổi loại chèn ép đến từ sâu trong nội tâm này huyết mạch uy áp để cho lực lượng vốn mênh mông của bọn họ hoàn toàn bị giam cầm, lúc này mới bị Nhiếp Vân Ung Dung đánh bại, bốn cái liên thủ cũng không có biện pháp. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành bốn hoàng cảnh viên mãn ở ngoài kiếm linh cốc, sẽ không có loại hiệu quả này, huyết mạch lục khi chỉ có lực áp bách đối với hậu nhân của hắn, đối với ngoại nhân không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi, làm cái gì? Dám động thủ với trưởng lão của kiếm linh cốc, tìm chết. Lục Mông sắp điên rồi. Hắn mới vừa nói ân oán cá nhân là vì phòng ngừa nhị tế ti xuất thủ ai ngờ tiếng nói mây dứt bốn cao thủ hoàng cảnh viên mãn liền bị người ngoại lai đánh quỳ xuống đất hơn thân chúng kịch độc trùng kích mãnh liệt để cho hắn không thể tin tưởng bất kể nói thế nào người ngoại lai này chỉ có một người hơn nữa ngay cả hoàng cảnh cũng không đạt tới nhưng một người như vậy không nhìn kiếm linh cốc bọn họ trực tiếp xuất thủ không cố kỵ chút nào nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lục mông cũng cảm thấy đây là lời đồn nhãm tìm chết ta không thích tìm chết, bất quá, ta xem người giống như là tìm chết à. Xử lý xong đám người lục bác, nhiếp vân vỗ tay một cái, quay đầu nhìn về phía lục mông, nhẹ nhàng cười một tiếng, răng lộ ra. Thấy nụ cười này, trong lòng lục mông mái động. Mặc dù thực lực của hắn cũng là hoàn cảnh viên mãn, nhưng so với lục bác còn có chút tranh lệch. Bình thường chẳng qua là dựa vào thân phận quản gia của đại tế ti mới giữ võ dương ngoài, thật muốn chiến đấu với thiếu niên, hắn biết mười cái như mình cũng không phải đối thủ ngươi muốn làm gì ta là quản gia của đại tế ti phủ ngươi dám động thủ với ta chính là đánh mặt của đại tế ti đại tế ti sẽ không bỏ qua cho ngươi lui về phía sau một bước lục mông không thể làm gì khác hơn là rời đại tế ti ra hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng đối phương kiêng kỵ đại tế ti không dám động thủ với hắn nếu không tình huống thảm thiết của đám người lục bác hắn thật không muốn cho dù ta không động tay đại tế ti sẽ bỏ qua cho ta sao nhiếp vân nhẹ nhàng cười một tiếng lục mông này vừa đến đã cảm thấy tài trí hơn người không ai bị nổi nếu như không có ở kiếm chỉ lấy được huyết dịch của lục khi đại đế hôm nay chật vật chỉ sợ không phải đối phương mà là mình cho nên nếu động thủ người này cũng không có ý định bỏ qua hô như vân thuấn di đến bên cạnh đối phương không tới một cái hô hấp lục mông giống như đám người lục bác nằm trên đất không ngừng co quắp miệng sủi bọt mép cái này nhị tế ti vốn sợ thiếu niên trước mắt này thua thiệt còn muốn động thủ giúp một tay bất quá còn không chờ hắn xuất thủ chiến đấu đã kết thúc nhìn năm người nằm trên đất không ngừng lăn lộn trên mặt khiếp sợ khó có thể át chế không dùng tới lực lượng tế ti đối phó năm người này coi như là hắn cũng không thể ung dung lưu loát như vậy chẳng lẽ sức chiến đấu của thiếu niên trước mắt này đã vượt qua hắn Ngươi có phải giấu giếm thực lực hay không thực lực chân thật đã đạt tới hoàn cảnh viên mãn thậm chí loại cảnh giới đó do dự chốc lát nhị tế ty không nhịn được hỏi hắn thấy người thiếu niên trước mắt này khẳng định không phải vương cảnh viên mãn mà là cường giả thực lực cao hơn ngụy trang nếu không vương cảnh viên mãn làm sao có thể tiện tay đánh hoàng cảnh viên mãn thành như vậy cho dù là ngụy kiếm giới hoàng cảnh viên mãn của kiếm linh cốc cũng cường đại hơn hoàng cảnh viên mãn của thần giới không ít không nói lấy một địch mười một người ngăn cản năm ba cái lại không có vấn đề quá lớn thực lực như thế nhưng ở trong tay vương cảnh viên mãn hai cái hô hấp cũng kiên trì không tới, thực lực của người này khẳng định không phải như trước mắt thấy. Ẩn giấu thực lực, coi là vậy đi. Nghe được nghi vấn, Nhất Vân sửng sốt, ngay sau đó biết ý của hắn, lúc này cũng không bác bỏ, gật đầu một cái. Tình huống của hắn bây giờ tương đối đặc thù, mới vừa rồi có thể chiến thắng là bởi vì huyết dịch lục hy, điểm này lại không thể nói ra, giải thích phiền toái, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Quả thế, nhị tế ti lục vân tử thở phào nhẹ nhõm đối phương là cường giả ngụy trang có thực lực như vậy là nói xuôi được nếu thật là vương cảnh viên mãn thì có lực chiến đấu này hắn cũng cảm thấy mình sẽ điên mất tiền bối mới vừa nói loại cảnh giới đó không biết là chỉ cái gì đế cảnh hay là trước huyết dịch của lục khi biến ảo lão giả thực lực đã để cho nhiếp vân hoài nghi giờ phút này lục vân tử lần nữa nói ra để cho hắn không nhịn được hỏi căn cứ tin tức hắn biết hoàng cảnh cao nhất chính là hoàng cảnh viên mãn phía trên chính là đế cảnh chẳng lẽ trên còn có cấp bậc mới, hoặc là người mạnh hơn. Người không biết, lần này đến phiên Lục Vân Tử kỳ quái. Nhất Vân lắc đầu. Đây là thần giới các ngươi gọi à? Lục Vân Tử kỳ quái nhìn một cái nói, nếu tu vi của người đã đạt tới hoàng cảnh, nên biết tu vi tuổi thọ của hoàng cảnh cũng có hạn chế a. À? Ân. Nhất Vân gật đầu. Bị không gian pháp tắc của thần giới hạn chế, cho dù hoàng cảnh viên mãn, tuổi thọ cũng có hạn định, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 vạn năm bình thường hoàng cảnh viên mãn thực lực yếu năm ba vạn năm chính là cực hạn chính vì vậy tất cả mọi người muốn siêu thoát loại cảnh giới đó giống như cường giả đế cảnh bất tử bất diệt hoàng cảnh viên mãn chỉ có 10 vạn năm tuổi thọ nhưng siêu thoát loại cảnh giới này liền có thể sống càng lâu dài truyền thuyết sống đến triệu năm trăm triệu năm cũng không có bất cứ vấn đề gì lục vân tử nói trăm triệu năm nhiếp vân sửng sốt một chút hoàng cảnh viên mãn sống trăm triệu năm thật sự có sao ít nhất ở thần giới hắn còn chưa từng gặp qua ngay cả lão gia tử của diệp phủ cũng chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ mà thôi đúng vậy cường giả loại này gọi là thâu thiên tá thọ truyền thuyết là trộm tuổi thọ của thiên lục vân tử nói thâu thiên tá thọ nhất vân nháy mắt tuổi thọ còn có thể trộm đi mượn nếu thật như vậy thực lực nên đạt tới cấp bậc gì đúng vậy nghe nói cường giả loại này vượt qua hoàng cảnh viên mãn mặc dù thực lực không bằng thiên đạo nhưng cũng chênh lệch không xa, chính vì vậy mới có thể ở dưới thiên đạo, len lén mượn tuổi thọ. Chỉ bất quá, loại mượn tuổi thọ này rất phiền toái, đó chính là không thể ở thần giới sử dụng lực lượng vượt qua hoàn cảnh viên mãn. Một khi sử dụng bị thiên đạo phát hiện, sẽ cưỡng ép mà sát, trừ khi lần nữa đột phá. Lục Vân Tử nói, những thứ này đều là thời điểm ta ở thần giới du lịch nghe được, nguyên tưởng rằng ngươi từ thần giới tới, có thể biết. Thâu thiên tá thọ không thể sử dụng sức chiến đấu vượt qua hoàn cảnh viên mãn khó trách chưa nghe nói qua nhất vân bừng tình đại ngộ khó trách trước không có nghe nói thực lực người nào đạt tới loại cảnh giới này thì ra là như vậy xem ra cho dù chân chính đạt tới cũng sẽ đổi tên đổi họ lặng lẽ ẩn núp như sợ người khác biết nếu không một khi bị thiên đạo phát hiện cưỡng ép mạt sát thật vất vả trộm được tuổi thọ cũng sẽ không còn người tu vi càng cao càng sợ chết đây là định lý thần giới vô biên vệ ngươi hẳn nghe nói qua chứ lục vân tử rất hiểu thần giới thấy hắn không biết bất đắc dĩ cười một tiếng hỏi nghe nói qua nhất vân gật đầu vô biên vệ vừa đến thần giới hắn liền nghe nói là sau khi phi thăng giả ở vô biên hải cùng người thần giới ký hiệp nghị ngưng chiến xuất hiện đại biểu thân phận hợp pháp của phi thăng giả cần khảo hạch vốn hắn cũng muốn khảo hạch một chút làm cái thân phận hợp pháp bất quá sau khi lấy được thần nông truyền thừa đi tới chỗ nào cũng được người tôn kính hơn nữa thực lực gia tăng, phiền toái bình thường tiện tay là có thể giải quyết, đã không cần khảo hạch, cũng lười để ý tới. Vô biên vệ chia làm 6 cấp bậc, từ nhất tinh đến lục tinh, rất nhiều người cho rằng vô biên vệ lục tinh là cấp bậc cao nhất, trên thực tế không phải như vậy, còn có vô biên vệ thất tinh, cũng được người gọi là vô biên thống lĩnh, người như vậy, chính là cường giả thâu thiên tá thọ. Lục Vân Tử nói, vô biên vệ thất tinh, vô biên thống lĩnh, người không phải mới vừa nói, Người thực lực như vậy phải giấu giếm sao? Nếu những người này có thực lực như thế, không cần mai danh ẩn tích, ngược lại để cho người biết. Nhiếp Vân kỳ quái nhìn tới. Ngay cả hắn cũng biết Vô Biên Vệ Thất Tinh là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, thần giới khẳng định cũng có rất nhiều người biết, thiên đạo khẳng định cũng sẽ biết, đã như vậy, vì sao không trực tiếp giết chết? Đây chính là căn nguyên mâu thuẫn của phi thăng giả cùng thần giới. Lục Vân Tử cười khổ lắc đầu nói tiếp: Vô Biên Vệ là do phi thăng giả khảo hạch thành phi thăng giả đến từ hỗn độn thế giới do thần giới mở ra linh hồn không bị thần giới thiên đạo cai quản cho nên chỉ cần bọn họ không dùng tới khí tức vượt qua hoàng cảnh viên mãn sẽ không bị thiên đạo đuổi giết thậm chí tiết lộ một đoạn thời gian chỉ cần không vượt qua hạn chế cũng sẽ không có chuyện quá lớn vì vậy phi thăng giả ở dưới thiên đạo tự do hơn cái này nhiếp vân ngạc nhiên lại còn có chuyện như vậy bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu dựa theo tình huống bình thường tu vi của hắn là vương cảnh viên mãn tuổi thọ sẽ không quá dài mới có thể rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ trôi qua nhưng bây giờ cái gì cũng không cảm thấy được cẩn thận nhắc tới hẳn là có liên quan tới thân phận phi thăng giả có khi vì nguyên nhân này người thần giới mới thống hận phi thăng giả giới thiên đạo tự do hơn bọn hắn thiên phú lại cao hơn bọn họ nương theo thời gian chuyển rời người thành tựu đại đế sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó địa vị của bọn họ nhất định sẽ bị lật đổ có thể thời kỳ thượng cổ chính là căn cứ vào nguyên do này song phương mới bộc phát chiến đấu không thể vãn hồi dĩ nhiên những thứ này đều là tin vỉa hè của ta cụ thể có phải như vậy hay không cũng không biết dù sao thực lực đạt tới thâu thiên tá thọ bị thiên đạo chế ước không dễ dàng xuất thủ ta cũng chưa từng thấy qua mới vừa rồi ngươi ung dung đánh bại đám người lục bác ta còn tưởng rằng đã đạt tới loại cảnh giới này lục vân tử cuối cùng nói nếu như ta đạt tới loại cảnh giới đó khẳng định đã sớm biết rồi Nhất vân lắc đầu một cái đột nhiên nhớ tới cái gì nghi ngờ nhìn qua người chưa thấy qua chẳng lẽ kiếm linh cốc nhiều năm như vậy một người đạt tới loại cảnh giới này cũng không có lục vân tử thân là nhị tế ti không biết sống bao lâu nếu hắn nói chưa thấy qua lại chỉ nói thần giới chẳng lẽ kiếm linh cốc không có cảnh giới này không nên a à, kiếm linh cốc khắp nơi đều là thiên tài hoàng cảnh viên mãn đếm không hết thực lực như vậy nên có rất nhiều người mới phải không có. Lục Vân Tử lắc đầu. Không có, điều này sao có thể? Nhất Vân tràn đầy kỳ quái. Kiếm linh cốc không có người đạt tới cảnh giới thâu thiên tá thọ. Bao năm qua nhiều hoàng cảnh viên mãn như vậy, thậm chí ngay cả một người đột phá loại cảnh giới này cũng không có. Tại sao? Ta cũng không biết tại sao, trải qua nhiều năm như vậy, cảm thấy rất có thể là bởi vì nơi này là nội bộ thần binh, mà không phải thần giới, bởi vì thần giới có thể trộm tuổi thọ của thiên đạo, nơi này không có thiên đạo, trộm như thế nào lục vân tử thở dài một tiếng nói ra phán đoán của mình cái này nhiếp vân sửng sốt cái này thật đúng là có thể thâu thiên tá thọ là trộm thiên đạo lấy tuổi thọ nơi này là nội bộ của một thần binh không có thiên đạo người sinh trưởng ở địa phương không cách nào cảm ngộ tự nhiên không thể đạt tới ngay cả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không có làm sao có thể vượt qua loại cảnh giới này trở thành đại đế cho nên sau khi từ thần giới trở lại ta vẫn cho rằng là nguyên nhân này tranh luận với rất nhiều người chỉ tiếc người của kiếm linh cốc quá tự phụ cho rằng bọn họ là thiên tri kiêu tử không cần thâu thiên tá thọ cũng có thể trùng kích đế cảnh lục vân tử lắc đầu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ thì ra là như vậy mặc dù loại ý nghĩ này chẳng qua là lục vân tử suy đoán nhưng có độ chính xác rất cao tu luyện giống như lên thang lầu cần từng bước một đi trên hoàng cảnh viên mãn là thâu thiên tá thọ cảnh ngay cả loại cảnh giới này cũng không đạt tới, tự nhiên không thể nào xuất hiện đại đế. Không biết thực lực của Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh rốt cuộc như thế nào. Chuyện ở kiếm linh cốc, Nhất Vân không muốn tiếp tục dây dưa, trong lòng suy tư. Hoàng cảnh viên mãn hắn gặp qua không ít, nhưng cường giả Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh, một cái cũng chưa từng thấy. Thật không biết người như vậy rốt cuộc có loại sức chiến đấu nào, so với thực lực của hắn bây giờ, là mạnh hay yếu. Mặc dù ta chưa thấy qua cường giả Thâu Thiên Tá Thọ, bất quá nếu như mới vừa rồi ngươi thi triển thực lực là toàn bộ lực lượng mà nói, thì xa xa không bằng, cho nên, sau này ở thần giới gặp phải, tốt nhất có thể chạy được bao xa thì chạy, nghìn vạn lần không nên đối địch. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Lục Vân Tử cảnh cáo. Bọn họ không phải ở thần giới không dám thi triển sức chiến đấu vượt qua hoàn cảnh viên mãn sao, tại sao phải trốn? Như phân kỳ quái. Nếu cường giả thâu thiên tá thọ cảnh có lực lượng không dám thi triển, đắc tội cũng không có gì à. Dù sao, không dám thi triển lực lượng cùng không có khác nhau ở chỗ nào nếu như người nghĩ như vậy thì sai lầm rồi năm đó ta ở thần giới du lịch bằng hữu của ta đã cảnh cáo ta cường giả thâu thiên tá thọ cảnh mặc dù lực lượng bị áp chế không cách nào thi triển ở thần giới nhưng tu vi đạt tới loại trình độ như bọn họ hoàn toàn có thể mượn lực lượng của pháp bảo phong tỏa hư không trong thời gian ngắn không để cho thiên đạo phát hiện cũng rất có thể hơn nữa cho dù không có loại pháp bảo này thần giới ẩn núp vô số không gian một khi tiến vào trong đó cũng không bị thiên đạo khống chế có thể tùy ý thi triển lực lượng không nói đâu xa như kiếm linh cốc này cường giả thâu thiên tá thọ cảnh đi vào hoàn toàn có thể phát huy thực lực đến cực hạn sẽ không bị thiên đạo cán trả lục vân tử cảnh giác nói ta biết nhất vân giờ mới hiểu được nghiêm túc gật đầu một cái cường giả thâu thiên tá thọ cảnh ở thần giới là không thể thi triển sức chiến đấu vượt qua hoàn cảnh viên mãn nhưng thần giới di tích nhiều như vậy thật ép đối phương kéo ngươi vào một nơi hoàn toàn có thể ung dung hành hạ đến chết lại nói người đạt tới thực lực như vậy cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm các loại thủ đoạn đếm không xuể cho dù không cần lực lượng mạnh nhất nhưng vô luận ý thức chiến đấu hay phản ứng cũng đều vượt xa hoàn cảnh viên mãn lục vân tử nói tiếp nhất vân đồng ý có thể đạt tới thâu thiên tá thọ mỗi một cái đều sống không biết bao nhiêu vạn năm ở thần giới sống lâu như vậy các loại thủ đoạn khẳng định đếm không xuể giao thủ với người như vậy đáng sợ không phải là toàn bộ thực lực của bọn hắn mà là tất cả thủ đoạn giống như hắn bây giờ mặc dù thực lực bình thường nhưng phối hợp linh lung chân châu tháp đại diễn thiên cơ kiếm hoàn cảnh viên mãn cũng có thể ung dung chém giết loại cảnh giới này cách chúng ta còn rất xa xôi ít nhất ta từ thần giới về tới đây nhiều năm như vậy một chút cũng không cảm giác cũng không thể nào tu luyện lục vân tử lắc đầu một cái không tiếp tục cái đề tài này nữa mà nhìn về phía đám người lục bác mấy người bọn hắn ở kiếm linh cốc có thân phận không thấp người định xử lý như thế nào đánh năm người thành như vậy hắn đã coi nhiếp vân thành nhân vật ngang hàng trong giọng nói có vẻ thương nghị cái này đơn giản giam bọn họ ở chỗ này không nộp tiền chuộc nhất định là đừng hòng mang đi nhiếp vân nói trước khi xuất thủ hắn liền nghĩ xong nếu những người này không tán thưởng thì không cần thiết cho mặt mũi muốn hoàn toàn giải quyết phiền toái chỉ có một con đường đánh bọn họ sợ nộp tiền chuộc Lục Vân Tử nhíu mày, cảm thấy giống như nghe lầm. Làm như vậy, tương đương với hoàn toàn đắc tội bọn họ, một khi Đại tế Ti thi triển áp lực, sợ rằng ta cũng không đỡ được. Đả thương người ngược lại cũng thôi, mấu chốt còn đòi tiền chuộc, có phải có chút quá đáng hay không? Thật ép chó cùng đường quay lại cắn, cho dù hắn là nhị tế Ti, sợ rằng cũng không chịu nổi. Thi triển áp lực, không cần hắn thi triển, một lát nữa ta đi Đại tế Ti phủ, tự mình mang người qua, thuận tiện đòi bồi thường. Nhất Vân nói. Đến đại tế ti phủ. Lục Vân Tử cảm thấy đầu óc có chút không chuyển qua. Người đánh quản gia của đại tế ti thành như vậy, người ta không tìm người phiền toái đã không tệ, còn đi đại tế ti phủ, thiệt hay giả. Yên tâm đi, hắn không dám làm gì ta. Nhất Vân khẽ mỉm cười, bàn tay chào một cái, nắm lục mông lên. Nếu như nhị tế ti không có chuyện gì, thì cùng ta đi qua nhìn một chút. Được. Lục Vân Tử không cự tuyệt, vội vàng gật đầu bất kể nói thế nào như phần này cũng là hy vọng cuối cùng của hắn muốn đi đại tế ti phủ nhất định phải cùng đi qua nhìn một chút hơn nữa hắn thật rất kỳ quái thiếu niên trước mắt này rốt cuộc ở đâu ra tự tin xác định đại tế ti không dám làm gì hắn tốc độ của hai người rất nhanh thời gian không lâu liền đến trước phủ đệ của đại tế ti nhiếp vân tiện tay ném lục mông ở trước cửa đường chính không cần vào chúng ta trước qua một bên nhìn kịch hay không bao lâu sẽ có người đặc biệt qua mời chúng ta Nhất vân nhẹ nhàng cười một tiếng lôi kéo lục vân tử lần nữa bay đến không trung hai người tiến vào chức nữ toa núp ở một bên mời chúng ta bây giờ lục vân tử còn không biết hắn dựa vào đâu bất quá thấy hắn tự tin như vậy cố nén nghi ngờ trong lòng đợi ở trong chức nữ toa nhìn xuống dưới đại tế ti phủ người nào ở đây kêu loạn người của đại tế ti phủ nghe được lục mông kêu thảm mấy tên hộ vệ từ trong sân đi ra lên tiếng quát tháo nhanh bảo đại tế ti cứu ta thấy có người đi ra, lục mông cố nhịn đau, sốt ruột hô. a, à, đại quản gia, ngươi làm sao vậy? nghe được thanh âm, hộ vệ nhận ra người kêu thảm trước mắt là ai, sợ hết hồn, vội vàng tới đỡ, bất quá bàn tay mới dính vào quản gia, lập tức trở nên ngăm đen, mấy người đồng thời té ngã trên đất, miệng khạc máu tươi, không ngừng kêu thảm thiết. còn người của lục vân tử co rụt lại, đến bây giờ hắn rốt cuộc biết thiếu niên dựa vào cái gì rồi? Mặc dù trước đoán ra lục mông trúng độc, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới độc này lợi hại như vậy, mấy hộ vệ chỉ kia đụng một cái liền bị lây bệnh, thật muốn dính vào chẳng phải trực tiếp tử vong. Kịch độc thật là lợi hại. Mọi người cẩn thận, trên người đại quản gia có độc, nhanh gọi đại tế ti. Nương theo mấy người co quáp, mấy tên hộ vệ khác rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể trở thành hộ vệ của đại tế ti phủ, bọn họ đều có tu vi hoàn cảnh sơ kỳ thực lực như thế chỉ tiếp xúc người chúng độc một cái toàn bộ liền ngã nằm dưới đất độc không khỏi quá đáng sợ đi không phải là thực lực như bọn hắn có thể chống lại hoa lạp lạp ý thức được điểm này tất cả mọi người xuất hiện hốt hoảng lưu lại hai người trong nam lục mông những người khác vội và chạy vào phủ đệ thời gian không lâu một bóng người vội và đi tới chính là đại tế ti chuyện gì xảy ra nhìn lục mông ở trên đất không ngừng lăn lộn sắc mặt của đại tế ti trở nên hết sức khó coi chúng ta cũng không biết quản gia đi tới nơi này thì trở thành như vậy đại tế ti mau cứu hắn một tên hộ vệ hoảng sợ nói hừ sắc mặt của đại tế ti khó coi lăng không bắt tới lục mông một cổ lực lượng đặc thù bao bọc đối phương ở bên trong tí tách tí tách cổ lực lượng này vừa tiếp xúc lục mông giống như bị mực nước nhuộm qua khí lưu màu đen lan tràn lên trên ân không nghĩ tới kịch độc này lại có thể dọc theo năng lượng lan tràn đại tế ti biến sắc bàn tay rạch một cái, cắt đứt liên lạc với năng lượng. Dù vậy, tựa hồ cũng hơi trễ, bàn tay của hắn bắt đầu biến thành màu đen, hô hấp trở nên rồn rập, giống như bị độc trên người lục mông lây nhiễm. Đáng ghét! Lông mày dựng lên, một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn xông ra, tựa hồ toàn bộ kiếm linh cốc trở nên rung động, bị cổ lực lượng này trùng kích, hắc khí trên bàn tay biến mất. Đăng 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 đăng! Không biết là vì cưỡng ép thi triển lực lượng hay những nguyên nhân khác, mặc dù sắp đánh tan hắc khi, nhưng Đại Tế Ti lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, mặt mũi có chút khó coi. Đi mời Lục Thư Y Tiên tới. Thử một cái, thiếu chút nữa chúng độc, Đại Tế Ti không dám tiếp tục động thủ, quay đầu phân phó một câu. Lục Thư Y Tiên là y sư lợi hại nhất kiếm linh cốc, người tu luyện trọng thương, chúng độc, đều có hắn xuất thủ chữa trị. Vâng, hộ vệ biết trễ nãi nhiều một phút, lục mông quản gia sẽ hơn một phần nguy hiểm, vội và rời đi, không tới thời gian uống cạn chung trà một lão giả được mang theo tới. Lục thư y tiên, lục mông giống như chúng độc, người tới xem một chút. Thấy hắn đi tới, đại tế ti thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Chúng độc. Mấy bước đi tới bên cạnh, vây quanh lục mông quay một vòng, lục thư y tiên ngẩng đầu lên. Chắc là ở trên người hắn cũng vải lên độc phấn, chỉ cần tiếp xúc sẽ trúng độc, bất quá yên tâm, chất độc này chỉ có thể để cho người ta thống khổ khó nhịn, còn không thể chết, ta bây giờ liền xuất thủ cứu trị có bao nhiêu nắm chặt có thể chữa khỏi nghe lục thư y tiên xác định độc đố đại tế ti vội vàng gật đầu không nhịn được hỏi gần đây ta sửa sang lại di vật của tổ tiên mới vừa luyện hóa một bộ giải độc y điển dùng bộ y điển này dò xét có thể rất nhanh tìm ra bệnh căn sau đó ung dung giải độc trên mặt lục thư y tiên tràn đầy tự tin vậy làm phiền y tiên đại tế ti thở phào nhẹ nhõm vội vàng ôm quyền đại tế ti chờ ta giải độc cho môn quản gia Lục thư y tiên ngước đầu, đi tới bên cạnh lục mông, tinh thần động một cái, một vật bộ dáng quyển sách xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bìa sách có hai chữ triện chiếu lấp lánh, chính là hai chữ giải độc. Đây là dậu dương y thánh lưu lại giải độc y điển không nghĩ tới lục thư y tiên, chẳng những tìm được, còn luyện hóa. Nhị tế ti lục vân tử ở trong chức nữ tòa thấy quyển sách này, hiện ra vẻ khiếp sợ. Nhị tế ti nhận biết y đi điển này. Nhất vân nhìn sang. Ân, dậu dương y thánh là y đạo đại sư lợi hại nhất của kiếm linh cốc chúng ta từ trước tới nay am hiểu giải độc luyện độc sống ở mấy trăm vạn năm trước truyền thuyết hắn từng viết qua một quyển giải độc y điển có thể hóa giải tất cả kịch độc ở kiếm linh cốc được người phong là thánh vật chỉ tiếc quyển y điển này nương theo hắn qua đời liền biến mất ở trong trường hà lịch sử không có người biết ở địa phương nào ta cũng là ở trong cổ tịch thấy qua ghi lại vốn tưởng rằng đã thất truyền không nghĩ tới chẳng những bị lục thư y tiên tìm được còn luyện hóa Lục Vân Tử chậm rãi nói. Giải độc y điển. Nhất Vân nhìn sang. Quyện giải độc y điển này nhìn uy thế quả nhiên rất phi phàm, bất quá so sánh với thần nông Bách Thảo Kinh, kém không phải một chút. Có giải độc y điển, độc của ngươi có thể sẽ bị hóa giải. Lục Vân Tử tiếp tục nói. Nhìn một chút rồi hãy nói. Nhất Vân khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lúc hai người nói chuyện, Lục Thư Y Tiên đã hoàn toàn thả giải độc y điển ra ngoài, một ánh sáng màu trắng từ trong y điển sinh ra, bao phủ lục mông ở bên trong. Ông! Bị ánh sáng màu trắng chiếu một cái, hắc khí trên người lục mông dần biến mất, giống như băng tuyết gặp nắng gắt. Quả nhiên có thể được. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của đại tế ti sáng lên, đang muốn khích lệ mấy câu, đột nhiên thấy thân thể của lục thư y tiên vốn bình tĩnh không tự chủ được lắc lư mấy cái. Lục thư y tiên, người làm sao vậy? Trong lòng sinh ra một dự cảm xấu, đại tế ti vội vàng hỏi bất quá lời còn chưa dứt sắc mặt của lục thư y tiên đột nhiên hắc lên phốc thân thể nhóng một cái lục thư y tiên phun ra một ngụm máu tươi tí tách tí tách két phun ra máu tươi dài độc y điển giống như mất đi lực lượng ủng hộ bạch quang bị màu đen ô nhiễm phát ra thành âm tí tách từ không trung rớt xuống nương theo y điển rơi xuống sắc mặt của lục thư y tiên trở nên càng thêm khó coi máu tươi không ngừng từ trong miệng trào ra ngay sau đó cũng té xuống đất giống như lục mông không ngừng co quắp. Y tiên! Thấy một màn như vậy, đại tế ti sợ hết hồn, muốn tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Không cần đoán hắn cũng biết, y tiên vừa mới lời thề son sắt, giờ phút này cũng trúng độc. Lục mông không phải đi nhị tế ti tì phủ tìm nhiếp vân sao, sao lại trúng độc nằm ở chỗ này, mấy người các ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục thư y tiên cũng nằm ở trên đất, đại tế ti biết không nhờ và được nữa, quay đầu nhìn về phía mấy tên hộ vệ mới, vừa rồi kêu hắn, không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi lúc lục mông đi ra còn thật tốt, lúc này mới bao lâu thì biến thành bộ dáng này. Chúng ta cũng không biết, chẳng qua là mới vừa nghe được có người kêu thảm, lúc đi ra, liền thấy lục mông quản ra bộ dáng này. Hộ vệ vội vàng nói, nhất định là lục vân tử làm. Sắc mặt của đại tế ti tái xanh. Lục mông là nghe hắn phân phó đi nhị tế ti tì phủ tìm nhiếp vân phiền toái. Thời gian không lâu thì trở thành như vậy, nhất định là nhị tế ti làm. Nếu không, ai có thể có thủ đoạn như vậy trong lòng tức giận đang muốn xử lý như thế nào đột nhiên cảm ứng được cái gì chợt ngẩng đầu lên mới vừa rồi có chút lo lắng không chú ý tình huống trên không trung bây giờ tỉnh táo lại lập tức phát hiện có người giấu ở trên không trung bị phát hiện đi xuống đi thấy ánh mắt của hắn nhìn tới nhiếp vân cười một tiếng tinh thần động một cái thu hồi chức nữ toa cùng nhị tế ti lục vân tử từ không trung bay xuống thấy rõ ràng bộ dáng của hai người sắc mặt của đại tế ti lập tức trầm xuống mới vừa rồi ra hỏa này cùng mấy người tới tìm ta phiền toái bị ta không cẩn thận vũng một trường thì trở thành như vậy ta không biết là quản gia của ngươi thật ngại nhiếp vân rơi trên mặt đất nhẹ nhàng cười một tiếng là ngươi làm vốn tưởng rằng là nhị tế ti xuất thủ nghe nói như vậy đại tế ti lập tức biết là thiếu niên này gây nên ánh mắt híp lại ngươi thật to gan chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi một cổ khí tức cường đại sông thẳng lên trời trên người đại tế ti có sát cơ sôi trào nhìn dáng dấp tùy thời sẽ trực tiếp động thủ giết ta người có thể động thủ khẳng định cũng có thể giết ta bất quá lục mông lục bác cùng với y sư ngươi vừa mới tìm tới chỉ sợ cũng không sống được nữa nhất vân cười nhạt không để ý tới đối phương uy hiếp sắc mặt của đại tế ti khó coi cảm thấy phổi sắp nổ tung hắn biết đối phương nói không sai ngay cả lục thư y tiên cũng trúng độc chất độc này bằng lực lượng của kiếm linh cốc bọn họ căn bản không có biện pháp giải quyết nếu quả thật giết người ngoại lai này đám người lục mông khẳng định cũng sẽ vì vậy tử vong chết một lục mông không có gì mấu chốt là mấy vị trưởng lão lục bác ở trong trường lão đoàn mấy người này hết sức kiên cố ủng hộ hắn một khi mấy người này tử vong toàn bộ cục diện sẽ vì vậy phát sinh biến hóa vị trí đại tế ti của hắn có thể giữ được hay không cũng khó nói xem ra là ta xem thường ngươi nói đi ngươi muốn cái gì cố nén tức giận đại tế ti nhìn về phía nhiếp vân đơn giản hai mươi vạn cân kiếm thước đổi tánh mạng của đám người lục mông nhiếp vân nhàn nhạt nói trên đầu đại tế ti gân xanh này lên gắt gao nhìn tới mặc dù hắn là đại tế ti cũng không thể nào nắm giữ quá nhiều kiếm thước lần trước lục đào đánh cuộc đã thua mười vạn cân lần này lại mở miệng muốn hai mươi vạn thật không khác gì cướp cả càn rỡ hai mươi vạn cân kiếm thước ta sợ người có bản lãnh muốn cũng không có bản lãnh cầm một tên hộ vệ lớn tiếng quát bất quá vừa quát xong sắc mặt của tên hộ vệ này liền trở nên ngăm đen phun ra máu tươi nằm trên đất không ngừng có quắp chỉ nói một câu liền trúng độc hạ độc lúc nào chúng lúc nào đều không ai nhìn thấy chẳng lẽ thuộc hạ của đại tế ti không có quy củ như vậy đối đại khách nhân không có trên không có dưới nhứt vân nói ngươi thân thể của đại tế ti run rẩy ở trước mặt của hắn độc thủ hạ của hắn nằm trên đất Coi như là trước mặt mọi người vẽ mặt, nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Đối phương hạ độc thực quá lợi hại, ngay cả lục thư y tiên cũng nằm trên đất. Coi như là hắn cũng cảm thấy một trận vô lực. Đúng rồi, còn có chuyện còn phải làm phiền đại tế ti một chút. Mới vừa rồi mấy vị trưởng lão lục bác tìm ta phiền toái, cũng chúng độc. Giờ phút này đang nằm ở nhị tế ti phủ, người thông báo người nhà của bọn họ. Mỗi người mang 20 vạn cân kiếm thức tới, nếu không thì trở mang thi thể về đi. Khoát tay một cái không nói thêm nữa nhất vân gọi nhị tế ti một tiếng xoay người bay ra ngoài mục đích đã đạt tới nên nói cũng nói không có tất yếu phải ở lại chỗ này đáng ghét thấy hắn rời đi đối với mình làm như không thấy đại tế ti sắp tức điên một người ngoại lai hắn chưa bao giờ coi trọng lại làm hắn không có biện pháp suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nén giận ra ra tiểu tử này quá ghê tởm vì sao không trực tiếp giết hắn nhất vân rời đi một bóng người từ cửa sau đi ra chính là lục huyền có danh xưng thiên tài là kiếm linh cấp một màn mới vừa rồi hắn cũng thấy được chỉ bất quá không có đi ra mà thôi hừ cục diện như thế này ta có thể động thủ sao đại thế ti cắn răng bây giờ cục diện này thật muốn động thủ cho dù có thể giết chết thiếu niên đám người lục mông cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta thật sao kiếm thước cho hắn chỉ có thể đưa kiếm thước qua để cho hắn xuất thủ cứu trị Đại Tế Ti hừ nói. Nhưng mà... Không có nhưng gì cả, ngươi yên tâm, ta sẽ để hắn có năng lực cầm, không có năng lực mang đi ra ngoài. Trong mắt Đại Tế Ti chợt lóe hẳn, mang, giống như nhẫn tâm làm ra một quyết định. Vâng. Nghe được Đại Tế Ti nói, Lục Huyền biết ra ra có định án, không nói thêm nữa. Còn có, ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ mượn Tế Ti lực, cưỡng ép giúp người tăng lên tu vi, tranh thủ ở trước khi nội cốc mở ra, để cho ngươi đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Đại tế ti nói tiếp. Đa tạ ra ra. Ánh mắt lục huyền sáng lên, hưng phấn ôm quyền. Trở lại nhị tế ti phủ, không tới nửa ngày, đại tế ti phủ bao gồm gia tộc của đám người lục bắc trưởng lão đã đưa kiếm thức tới. Năm người một trăm vạn cân kiếm thức chất đống như núi, làng không tản mát ra từng đạo kiếm ý. Thấy vật đưa đến, Nhất Vân cũng lười dày vào đối phương, tiện tay giải độc cho đám người lục bác. Thật ra, thì trên người bọn họ chúng cũng không phải độc, mà là chủ đan điền khí vật này ở trên người hắn không có gì tiến vào thân thể người khác dù hoàng cảnh viên mãn cũng không chịu nổi về phần lục thư y tiên cùng mấy tên hộ vệ chủ đan điền khí vô sắc vô vị giống như gió mượn giới vực dung hợp đưa đến trên người đối phương căn bản không cách nào phát hiện mặc dù lấy được không ít kiếm thước nhưng như vậy tương đương với hoàn toàn đắc tội đại tế ti nhất mạch ta sợ thời điểm ở nội cốc bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi trong phòng khách Lục Vân Tử cao mày nhìn về phía Nhất Vân. Lần này mặc dù nhìn Đại Tế Ti bị thua thiệt nhiều, không dám làm gì hắn, nhưng trên thực tế tương đương với chôn mối họa. Chọc Đại Tế Ti tức giận như vậy, hắn khẳng định không tiếc dùng thủ đoạn đối phó Nhất Vân. Ở chỗ này có hắn giúp đỡ đối phương còn không dám quá mức, một khi tiến vào nội cốc, chỉ sợ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng ra. Không làm như vậy, người cảm thấy Đại Tế Ti sẽ bỏ qua cho ta sao? Nhất Vân không thèm để ý chút nào, mỉm cười nhìn tới được vân tử do dự một chút cuối cùng lắc đầu hắn nói không sai cho dù không lấy kiếm thước không làm ra chuyện này nhìn bộ dáng của đối phương cũng sẽ không bỏ qua đại tế ti đối với người ngoại lai trời sinh chán ghét tuyệt đối không thể để cho bọn họ có cơ hội đạt được truyền thừa dù sao ngươi cẩn thận nội cốc không giống nơi này mặc dù đại tế ti không thể đi vào nhưng vẫn có rất nhiều thủ đoạn ta bây giờ chỉ sợ hắn liều mạng trực tiếp phải kiếm thị vào như vậy thì phiền toái lục văn tử xoa xoa mi tâm nói ta tạ ta sẽ cẩn thận nghe được kiếm thị nhiếp phần thu hồi nụ cười trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng căn cứ hắn giới thiệu kiếm thị là khôi lỗi lục khi đại đế lưu lại mỗi một cái có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh mặc dù thực lực của hắn bây giờ không kém nhưng biết không phải đối thủ của người như vậy một khi gặp chỉ có thể chạy trốn được rồi ta cũng không trễ nãi ngươi chuẩn bị đi nội cốc rất nhanh thì mở ra không dưỡng đủ tinh thần sợ rằng rất khó đạt được công nhận không chiếm được đầy đủ luyện kiếm thạch cũng chính là kiếm phủ kia thấy thiếu niên đáp ứng lục vân tử không nói thêm nữa đứng dậy đi ra ngoài ân nhiếp vân gật đầu một cái đang muốn nói chuyện đột nhiên lộ ra ý mừng rỡ nhiếp đồng người nhanh như vậy liền tu luyện xong hô sau một khắc từ tại chỗ biến mất tiến vào thế giới nạp vật trong thế giới nạp vật nhiếp đồng đứng ở trên một ngọn núi cao trên người kiếm ý ngang dọc khí tức cường đại xé rách toàn bộ thế giới từng trận vặn vẹo nhìn sáng dấp tùy thời cũng sẽ sụp đổ nhiếp đồng người hoàn toàn luyện hóa thi đan kia ánh sáng trợt lóe nhiếp vân xuất hiện ở trước mặt mừng rỡ nhìn tới từ khi nhiếp đồng tiến vào thế giới nạp vật thời gian chỉ qua hơn một ngày bất quá thời gian ngắn như vậy khí chất của hắn đã có bay vọt cùng biến hóa về chất trước đó kiến giới vừa mới đột phá còn có chút không yên giờ phút này đã hoàn toàn vững chắc Mang kiếm ý tinh thuần, trí tuệ mười phần. Không nghĩ tới kiếm thức phối hợp thi đan tu luyện nhanh như vậy, ta đã thành công luyện hóa. Trên mặt nhếp Đồng vui mừng, vội vàng ngật đầu. Không tệ. Nhiếp Vân nhìn kỹ đệ đệ một cái, lộ ra kinh ngạc. Hoàng Cảnh đỉnh phong, người đã đạt tới Hoàng Cảnh đỉnh phong, nhanh như vậy? Thời điểm Nhiếp Đồng tiến vào thế giới nạp vật, bất quá là Hoàng Cảnh sơ kỳ, lúc này mới một ngày, liền đạt tới Hoàng Cảnh đỉnh phong, cho dù luyện hóa thi đan cũng không tránh khỏi quá nhanh đi quả nhiên không gạt được ca ca nhiếp đồng cười lắc đầu hắn áp chế thu vi toàn bộ kiếm khí thu liễm vào trong cơ thể không chiến đấu nên không nhìn ra không nghĩ tới ca ca vẫn nhìn ra xem ra ở thế giới nạp vật muốn lừa gạt được vị chủ nhân thế giới này căn bản là không thể kiếm ý ở trong kiếm thước tinh khiết tự nhiên có thể giúp hòa tan thi đan cho nên tiến bộ rất nhanh nhiếp đồng giải thích nhiếp vân giờ mới hiểu được kiếm thức hấp thu kiếm ý tạo thành thích hợp người tu luyện kiếm đạo dùng bản thân nhiếp đồng chính là thiên tài kiếm đạo lại trải qua sinh tử kiếm thức rèn luyện tinh thần thì đan gia tăng tu vi rèn luyện thân thể lúc này mới nhất cổ tác khí trong một ngày liền đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong để cho ta thử một chút tu vi của ngươi biết thực lực của đệ đệ chợt tăng trong lòng nhếp vân tràn đầy vui vẻ cười nói được nhếp đồng cũng muốn thử một chút nên không nói nhiều cổ tay lộn một cái, trường kiếm đâm tới. Tí tách tí tách, thực lực chợt tăng, lực lượng trên thân kiếm quả nhiên vượt xa trước kia, thế giới nạp vật ở dưới lực lượng cường đại xung kích xuất hiện từng vết rách, tựa hồ tùy thời sẽ bị xuyên thấu hư không, từ nơi này nhảy ra ngoài. Lợi hại, cảm nhận được uy lực của kiếm này, nhất vân biết không vận dụng toàn lực, căn bản không phải đối thủ, sắc mặt ngưng trọng, cũng lăng không nắm một thanh trường kiếm đâm ra. Len keng len keng hai kiếm thời gian nháy con mắt liền ở trên không trung liên tục va chạm mấy trăm lần mỗi một lần nhất vân đều cảm thấy một lực lượng hùng hậu từ thân kiếm chuyển tới không ngừng lui về phía sau nhiếp đồng đột phá đến hoàng cảnh đỉnh phong không chỉ lực lượng tăng lên rất nhiều kiếm chiêu cũng càng thêm ảo diệu mới giao thủ mấy chiêu hắn liền cảm thấy cố hết sức lực lượng có chút chống đỡ hết nổi thật mạnh trong mắt nhiếp vân thả ra ánh sáng đệ đệ càng mạnh hắn càng cao hứng rất rõ ràng thực lực của nhiếp đồng trượt tăng cho dù hắn dụng hết toàn lực, cũng không cách nào chiến thắng. Hô! Thấy kiếm mang trước mắt tránh cũng không tránh nổi, thân thể nhiếp vân thoáng một cái, từ tại chỗ thuấn di biến mất. Ở thế giới nạp vật, hắn là trưởng khống giả duy nhất, chỉ cần nhiếp đồng không có năng lực trong nháy mắt phá tan thế giới, muốn giết hắn là không thể nào, gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể thuấn di rời đi, hoặc xoay người chạy trốn. Không cần đánh, bây giờ ca ca không phải đối thủ của người. Tránh thoát kiếm khí sắc bén, nhiếp vân vội vàng khoát tay đệ đệ lên cấp đến hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù hắn dốc hết thủ đoạn, cũng khó có thể chống lại. Ca ca nhường rồi, nếu như ngươi sử dụng linh lung chân châu tháp, chỉ để ý tấn công, ta khẳng định không ngăn được, lại nói ca ca chẳng qua là vương cảnh viên mãn, còn không có đột phá, một khi đạt tới hoàng cảnh, ta khẳng định đánh không lại. Nhiếp đồng thu kiếm, cười nói. Bất kể nói thế nào linh lung chân châu tháp cũng không phải là lực lượng của mình, về phần đột phá, yêu cầu của ta quá cao, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công. Nhất Vân lắc đầu. Giới vực hoàn Mỹ chẳng qua là truyền thuyết, ngay cả đám người thần nông đại đế, lục hy đại đế cũng chưa từng thấy, hắn cũng không biết mình có thể thành công hay không. Bất quá, bất kể có thể thành công hay không, nếu lựa chọn con đường này, liền phải đi tiếp, không có biện pháp lui về phía sau. Nếu không đối với lòng tin của mình có đả kích rất lớn, sau này cho dù mượn dùng những đại đạo khác trùng kích đại đế, chỉ sợ cũng rất khó làm được tu luyện tới cảnh giới nhất định đạo tâm vô cùng trọng yếu không có lòng tin hết thảy đều sẽ biến thành hư ảo như hoa trong kính trăng trong nước chỉ là hư ảo ca ca nhất định có thể thành công nhiếp đông nói ngư khí của hắn tràn đầy tự tin so với chính hắn đột phá còn có lòng tin hơn ca ca ở trong lòng hắn là không gì không thể từ khí hải đại lục đi thẳng tới một mực lấy ca ca làm gương không kiêu không nóng này chưa bao giờ lùi bước ân nhiếp vân gật đầu cười lần nữa chảo một cái một giọt huyết dịch màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay đây là ta ở kiếm chỉ lấy được nếu đoán không sai chắc là huyết dịch của lục hy đại đế ngươi xem một chút có thể luyện hóa hay không để cho tu vi đột phá lần nữa huyết dịch của đại đế vô cùng chân quý nhất là lục hy loại cường giả thượng cổ tuyệt đối là bảo bối có thể gặp nhưng không thể cầu cho dù nhiếp vân luyện hóa cũng có rất nhiều chỗ tốt bất quá hắn muốn ngưng luyện giới vực hoàn mỹ cùng so với nhấp đồng chỉ tu kiếm đạo đơn thuần dùng có chút lãng phí cho đệ đệ sử dụng có thể phát triển kiếm giới tốt hơn để cho lực lượng của hắn càng thêm tinh thần sớm ngày đạt tới cảnh giới cao hơn huyết dịch của lục hy đại đế nhấp đồng nghi ngờ nhận lấy huyết dịch chỉ nhìn một hồi ánh mắt không nhịn được sáng lên quả nhiên là huyết dịch của kiếm đạo đại đế người khác có thể còn không cách nào xác định nhưng hắn thân là kiếm đạo truyền nhân có kiếm giới nguyên vẹn có thể rõ ràng cảm nhận được trong giọt máu này ẩn chứa lực lượng. Không cần hoài nghi, tuyệt đối là lục hy đại đế lưu lại. Nếu như luyện hóa vật này, ta có thể ung dung đột phá hoàng cảnh viên mãn, thậm chí đạt tới tu vi cao hơn, chỉ bất quá, bây giờ vừa mới đột phá, lực lượng còn không có hoàn toàn củng cố, chờ củng cố tu vi lại luyện hóa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mặc dù biết luyện hóa, sẽ để cho thực lực của hắn lần nữa đột phá, nhưng nhấp đồng do dự một chút, vẫn để huyết dịch xuống tu vi của hắn vừa mới đột phá không có hoàn toàn củng cố cưỡng ép đột phá tiếp đối với sau này lên cấp không có lợi chỉ có chỗ xấu ân là ta sơ sót ta trước giữ giúp ngươi chờ lúc nào ngươi cần sẽ cho ngươi nghe được lời của đệ đệ như vân thầm kêu một tiếng xấu hổ chỉ suy nghĩ huyết dịch của lục khi đại đế công hiệu to lớn lại quên đệ đệ vừa mới đột phá tu luyện giống như xây nhà nếu như nhanh chóng đột phá không cho đầy đủ thời gian củng cố sẽ để cho cơ sở trở nên trống không càng đi lên càng nguy hiểm cuối cùng chỉ biết hại mình ca ca ta muốn mượn thời gian gia tốc của ngươi củng cố tu vi mà luyện kiếm pháp không biết có được hay không thấy hắn lấy đi huyết dịch màu vàng nhiếp đồng cười cười mặt mong đợi hỏi sử dụng thời gian gia tốc củng cố tu vi nhiếp vân sửng sốt một chút trong thế giới nạp vật hắn là trưởng khống giả duy nhất có thể tùy ý điều chỉnh thời gian trong đó biến hóa ta có thể gia tốc thời gian nhưng thực lực của ngươi quá mạnh mẽ Thế giới nạp vật trước mắt mà nói, còn có chút yếu kém, nên gia tăng không được mấy lần a. À? Do dự một chút, Nhiếp Vân nói. Mặc dù thực lực của Nhiếp Đồng bây giờ chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng mượn uy lực của kiếm giới, hoàng cảnh viên mãn bình thường có thể tùy tiện chém giết, ngay cả đám người lục bắc cũng có thể tiện tay giết chết. Loại lực chiến đấu này, mặc dù còn không có đạt tới Thô Thiên Tá Thọ cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thực lực của hắn mạnh, ở thế giới nạp vật cũng có áp lực. Điều chỉnh thời gian sẽ trở nên tương đối khó khăn. Đối với người khác, Nhất vần có thể tùy tiện để cho thời gian tăng nhanh đến hơn vạn lần, mười vạn lần, nhưng đối với hắn, có thể gia tăng gấp 2, 3 lần liền coi như không tệ. Gia tăng không được mấy lần, vậy coi như xong. Nhiếp Đồng lắc đầu. Hắn biết mặc dù Kaka là trưởng khống giả của thế giới nạp vật, nhưng thực lực vượt qua bản thân quá nhiều thay đổi thời gian, đối với bản thân sẽ có tổn thương rất lớn, hiệu quả lại không lớn, tốt hơn là không làm không cần nản trí mặc dù thế giới nạp vật không có biện pháp vạn vẹo quá nhiều thời gian nhưng viêm hoàng điện có thể bây giờ ta dẫn ngươi đi viêm hoàng điện Nhếp vân cười một tiếng sau khi hắn hoàn toàn luyện hóa viêm hoàng điện đã dung nhập vào thân thể đây là thần binh đế cảnh trong đó lực lượng vượt quá tưởng tượng mặc dù bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn nắm trong tay nhưng để cho một vị trí trong đó gia tăng gấp 10 lần thời gian vẫn có thể làm được được Nhếp đồng vội vàng gật đầu tu vi của hắn vừa mới đột phá cần rất nhiều thời gian ma luyện lập tức tiến vào nội cốc không nhanh chóng ma luyện tốt khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm tinh thần động một cái thu nhiếp đồng vào viêm hoàng điện thời gian đã gia tăng gấp 10 lần còn có không tới hai ngày ta cũng không thể lãng phí ăn bài xong nhiếp đồng nhiếp vân cũng không có nghỉ ngơi trực tiếp ở lại trong điện mặc dù hai ngày không lâu nhưng cũng không thể lãng mất thì giờ à đệ đệ tiến bộ lớn như vậy Đối với hắn mà nói cũng là một loại áp lực. Không có đột phá hoàng cảnh, ta không dám tu luyện giới vực quá đáng, nếu như vậy, không bằng chui luyện linh hồn a. À. Thực lực của hắn bây giờ, thật muốn tăng lên, có thể trực tiếp đột phá hoàng cảnh, bất quá một, khi làm như vậy, giới vực hoàn mỹ liền vĩnh viễn không thể nào thành công. Cho nên, nếu không thể tu luyện lực lượng, không bằng chui luyện linh hồn, để cho linh hồn lực trở nên càng cường đại hơn. Viêm Hoàng Điện có vô số dược liệu gia tăng lực lượng linh hồn cũng có nơi truy luyện linh hồn, thừa dịp khoảng thời gian này hoàn toàn có thể lợi dụng một phen. Thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh, thời gian nháy con mắt, hai ngày lặng lẽ mà qua. Chỗ sâu trong viêm hoàng điện, Nhất Vân đứng dậy. Tu luyện hai ngày, mặc dù không có để cho hắn gia tăng bao nhiêu thực lực, lại làm cho linh hồn càng thêm ngưng thật. Loại linh hồn này, cho dù không có viêm hoàng điện bảo vệ, cũng có thể chống cự uy áp của hoàng cảnh viên mãn. ca Nhất Đồng cũng từ chỗ tu luyện đi ra, trải qua gấp 10 lần thời gian gia tốc. Hai ngày, hắn tương đương tu luyện 20 ngày, trước vừa mới đột phá còn không cách nào hoàn toàn che giấu lực lượng đã được áp chế hoàn mỹ. Rất tốt, nội cốc mở ra, qua đi. Thấy đệ đệ tiến bộ, nhất Vân hài lòng gật đầu. Trước còn có thể cùng hắn đối chiến mấy chiêu, giờ phút này lực lượng nội liễm, sợ rằng đã không phải là đối thủ. Bất quá, đệ đệ càng mạnh, đạt được lục hy đại đế truyền thừa có khả năng càng lớn, đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng càng lớn từ viêm hoàng điện đi ra đi ra khỏi phòng thời gian không lâu nhị tế ti liền đến thời khắc này vẻ mặt của nhị tế ti ngưng trọng phía sau đi theo một thanh niên chừng 20 tuổi mi vũ như đao lộ ra tràn đầy tự tin tế tự lập tức liền bắt đầu tế tự kết thúc nội cốc mở ra chúng ta nhanh đi thôi nhị tế ti nói ân nhất vân gật đầu vị này là tôn nhi của ta lục bắc hoàng sẽ cùng các ngươi tiến vào nội cốc nhị tế ti giới thiệu thanh niên ở sau lưng một chút Bắc hoàng bái kiến hai vị nhiếp huynh thanh niên đi tới ông quyền nói bác hoàng huynh khách khí sớm nghe đại danh của ngươi bây giờ mới thấy được quả nhiên danh bất hư truyền nhiếp vân vội vàng gật đầu lục bác hoàng này cùng lục huyền được xưng thiên tài vạn năm khó gặp của kiếm linh cốc đã sớm nghe nói tên nhưng người vẫn là lần đầu tiên thấy bất quá quả nhiên dưới nổi danh không có hư sĩ mặc dù lục bắc hoàng này nhìn như trẻ tuổi nhưng kiếm khí trên người lại cực kỳ đậm đặc thực lực bản thân cũng giống như nhiếp đồng đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong nhất cử nhất động kiếm ý xoay tròn để lộ ra lực chiến đấu rất mạnh Hàn lĩnh ngộ cũng là kiếm giới chân chính chỉ là không biết so với nhiếp đồng cái nào càng cường đại hơn hàn huyên mấy câu mấy người đi tới tế đàn địa phương tế tự đang ở đại tế tự phủ mấy người đi tới thời điểm nơi này đã người ta tấp nập tế tự là cả nghi thức lớn nhất của kiếm linh cốc chỉ cần là người trong cốc đều phải tham gia nhếp phần nhìn một chút chung quanh tế đàn già trẻ lớn bé chừng hơn 10 vạn người. Một chủng tộc truyền thừa ức vạn năm toàn bộ cộng lại chỉ có hơn 10 vạn, có thể nói hết sức thừa thớt. Truyền thuyết người huyết mạch càng lợi hại, đời sau càng ít, bây giờ nhìn lại, quả thật như vậy. Thượng cổ đại đến lục hy tôn kính, hậu bối nhân là đại tế ti, hôm nay thành khẩn tế tự, hy vọng có thể mở ra nội cốc, để cho thiên tài hậu bối tiến vào thí luyện. Đại tế ti đứng ở trên đài cao, người mặc quần áo tế tự chính thức, sương hương chiêu cáo trời cao hô nói xong những thứ này cổ tay của đại tế ti lộn một cái một lệnh bài đại biểu thân phận xuất hiện lăng không ném đi thả ra vạn đạo ánh sáng hậu bối con cháu thiêu đốt huyết mạch tế tự tổ tiên nương theo đại tế ti kêu lên một tiếng dưới đài vô số tộc nhân rạch cổ tay giọt giọt máu tươi bay ra bị ánh sáng bao phủ ông ánh sáng càng ngày càng thịnh máu tươi ở trên không trung từ từ nhỏ dần biến thành từng điểm sáng dung hợp vào một chỗ hội tụ ở trên lệnh bài Nương theo điểm sáng hội tụ gia tăng, lệnh bài bắt đầu biến hóa màu sắc, từ ngăm đen biến thành đỏ nhạt. Ai, huyết mạch quá mỏng manh, nhiều người như vậy đồng thời hiến tế huyết mạch, cũng không đạt tới tiêu chuẩn mở ra nội cấp. Thấy lệnh bài chỉ biến thành đỏ nhạt, không có những dị tướng khác phát sinh, Nhị tế ti không nhịn được lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy thở dài.